Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 80. Theo lời của tiểu rùa đen, nơi này chính là tuyến phòng ngự của xào huyệt thao thiết, nên Dương Bách Xuyên tin tưởng mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Tiên sinh, hình như phía trước không thích hợp, ta cảm nhận được một luồng hơi thở âm linh cường đại. Ngô Mặc Thu nói. Ừ, ta cũng cảm nhận được, Thu Nhi, muội cẩn thận chút, ta đi trước. Gào. Dương Bách Xuyên còn chưa nói xong, một tiếng gầm rú đinh tai nhức óc vang lên. Ngay sau đó mặt cỏ dưới chân bắt đầu chấn động. Lui về sau. Sắc mặt của Dương Bách Xuyên thay đổi, hét lớn một tiếng. Ngay sau đó nhanh chóng lùi về sau hơn 30 mét. Ầm đùng. Bùn đất phía trước bị đùn lên. Ngay sau đó mây mù dày đặc cuồn cuộn quay cuồng tản ra. Dương Bách Xuyên nhìn lên. Hít một hơi thật sâu. Chỉ thấy một con quái vật có ngoại hình như sư tử, cái đầu cao 3-4 trượng, thân thể cao 9 trượng, hình thể vô cùng to lớn xuất hiện. Từ trên người con quái vật này, toàn thân là bùn đất, hiển nhiên vừa bò ra từ trong đầm lầy, một đôi mắt xanh đen nhìn chăm chú vào Dương Bách Xuyên. Đây! Dương Bách Xuyên há hốc mồm. Tiểu rùa đen, không phải ngươi nói là U Linh sao? Con mẹ nó hình thể cũng quá lớn rồi. Đại ca, huynh cẩn thận cảm thụ một chút, nó phát ra khí âm sát cường đại, đó chính là U Linh, chỉ là nó dùng bùn đất trong đầm lấy để tạo quần áo thân thể. Tiểu rùa đen nói. Dương Bách Xuyên phóng mắt ra xa, trong cảm nhận của hắn, con quái vật khổng lồ trước mắt đúng như lời tiểu rùa đen nói. Nhưng nhìn qua cũng quá dọa người. Tiểu rùa đen, ngươi đi thử độ sâu cạn đi. Dương Bách Xuyên lui về sau, làm tiểu rùa đen đi thử nước. À đại ca ta sợ, tiểu rùa đen rụt cổ lại. Ít nói nhảm, chạy nhanh đi, mai rùa của ngươi rắn chắc có lực kháng cắn, đi lên thử xem, ta tìm cơ hội xử lý, cái này gọi là phối hợp lẫn nhau, hiểu không? Lúc này Dương Bách Xuyên rất bá đạo. Nhưng, tiểu rùa đen còn định nói gì đó. Nhưng đã bị Dương Bách Xuyên nhấc chân đá lên trên mông. Làm ngươi đi thì đi đi, dài dòng như vậy làm gì? Bịch sau một đá. Tiểu rùa đen kêu to bay về phía quái vật khổng lồ. Gào. U Linh như một con sư tử gầm lên, vung móng vuốt về phía tiểu rùa đen. Tiểu rùa đen hoàn toàn bị Dương Bách Xuyên không phụ trách nhiệm bắt không trâu bắt chó đi cày, lúc này chỉ có thể phản kích. Cả người tiểu rùa đen bừng lên ánh sáng xanh, đối mặt với móng vuốt của quái vật khổng lồ, sợ hãi kêu to, nâng lên một bàn tay đánh trả lại. Ở trong mắt của Dương Bách Xuyên, tiểu rùa đen vung tay lên hình thành 3 móng vuốt hình thú khổng lồ, to bằng cối xay, đối đầu với quái vật U Linh. Ầm. Tiếng nổ lớn vang lên. Lần này là tiếng kêu thảm thiết của quái vật khổng lồ, móng vuốt khổng lồ bị tiểu rùa đen đánh vỡ, hóa thành bùn nát. Nhưng ở trong tai của Dương Bách Xuyên, tiếng gào thét của con quái vật U Linh này càng giống như một loại tức giận sau khi bị tiểu rùa đen đánh gãy một móng vuốt. Quả nhiên, một giây sau quái vật khổng lồ dựng người lên, há mồm cắn về phía tiểu rùa đen. Lúc này tiểu rùa đen đang ở trạng thái hình người, ở trước mặt quái vật sư tử, nhìn qua giống như một nhóc con, có thể bị quái vật U Linh cắn nuốt bất cứ lúc nào. Ngô Mặc Thu không nhịn được lên tiếng hỏi, tiên sinh, tiểu rùa đen có thể bị gì hay không, nếu không ta đi hỗ trợ. Dương Bách Xuyên nhìn chằm chằm giữa sân, không chớp mắt nói, yên tâm đi. Tiểu rùa đen là long quy, có thể sánh ngang với phân thần cảnh, tiểu gia hỏa này không phải hạng người đơn giản, chỉ là có chút nhát gan mà thôi. Có thể nỗ lực ra khỏi biển rộng, tranh đoạt mảnh nhỏ thiên trảm với yêu tộc trên lục địa, chắc chắn không phải là hạng người đơn giản. Hơn nữa có lẽ thân phận của tiểu rùa đen ở trong tộc long quy không thấp, làm sao có thể không có thủ đoạn bảo mệnh. Còn con quái vật U Linh khổng lồ kia, nhìn qua hung ác cường đại, nhưng lại yếu hơn, thân thể được đúc từ bùn. Bản thân là cái thủng rỗng, thứ lợi hại chính là bản thân U Linh. Ta muốn cho tiểu rùa đen phá hỏng thể xác của quái vật U Linh, ép nó hiện ra chân thân, đến lúc đó sẽ xem xét ước lượng U Linh trong đầm lầy vân vụ là thứ gì. Vẫn là tiên sinh chu đáo, hy vọng tiểu rùa đen có thể đánh bại, A Ngô Mặc Thu còn chưa nói xong, âm thanh hoàn toàn dừng lại. Bởi vì nàng nhìn thấy tiểu rùa đen bị quái vật U Linh nuốt vào bụng. Tiên sinh, Ngô Mặc Thu có chút sốt ruột. Nhìn kỹ hãy nói,
cắn nuốt một con long quy cũng phải tiêu hóa được mới được, nếu không chỉ có thể bị căng chết. Dương Bách Xuyên không lo lắng tiểu rùa đen, nói với Ngô Mặc Thu. Quả nhiên, Dương Bách Xuyên vừa dứt lời, một tiếng long ngâm vang lên từ trong cơ thể của quái vật U Linh. Gào! Dương Bách Xuyên nghe thấy âm thanh của tiểu rùa đen. Gào! Ngay sau đó là tiếng gầm rú hoảng sợ của quái vật vang lên. Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười, ta đã nói mà, sẽ bị căng chết. Gào! Gào! Hai âm thanh thét dài liên tục vang lên. Tiếng kêu hoảng sợ là của quái vật rùa đen, còn tiếng kêu long ngâm rung trời là của tiểu rùa đen. Sau tiếng kêu thảm thiết của quái vật U Linh, thân thể cao lớn của nó phủ đầy vết rách, sau đó các vết rách nổ tung. Hiển nhiên tiểu rùa đen đã dùng thủ đoạn nào đó, trực tiếp làm thân thể của quái vật U Linh căng vỡ từ bên trong nó. Bịch! Sau một tiếng va chạm nặng nề, thân thể cao lớn của quái vật U Linh trực tiếp nổ tung, hóa thành bùn nhão. Một con long quy khổng lồ cao 3 mét lơ lửng giữa không trung. Thánh quang chợt lóe, hóa thành một đứa trẻ con 5-6 tuổi. Ha ha, đại ca, ta lợi hại chứ. Con quái vật này lại dám cắn nuốt ta, ta trực tiếp làm nó căng chết. Tiểu rùa đen hóa thành hình người dừng trước mặt Dương Bách Xuyên, vô cùng đắc ý. Dương Bách Xuyên hơi nhíu mày, bởi vì hắn không nghĩ đến quái vật U Linh lại bị tiểu rùa đen thu thập nhanh như vậy. Chính vì như vậy hắn mới nghĩ không thông, lẽ ra quái vật U Linh không quá cường đại cũng không quá yếu, không đến mức chỉ ngưng tụ ra thể xác khổng lồ hù dọa người như vậy chứ. Hắn để tiểu rùa đen ra tay là muốn xem thủ đoạn của quái vật U Linh như thế nào. Nhưng không nghĩ đến sẽ dễ dàng bị tiểu rùa đen đánh bại, nổ tan xác. Trong lòng suy tư, mày nhíu lại. Đúng lúc này, tiểu rùa đen đang đắc ý đột nhiên kêu thảm thiết. Hoảng sợ nói, a, đại ca, ta bị lừa, quái vật U Linh chui vào biển ý thức của ta, đại ca, cứu. Còn chưa dứt lời, tiểu rùa đen ngã quỵ trên mặt đất. Dương Bách Xuyên thay đổi sắc mặt, xem ra đây chính là chỗ độc đáo của quái vật Linh. Sau đó vội vàng nói, tiểu rùa đen, ngươi đừng phản kháng, ta đi vào giúp ngươi. Nói xong, nói với Ngô Mặc Thu đang ẩn thân, Thu Nhi. Muội đi vào biển ý thức của tiểu rùa đen tiêu diệt U Linh giúp hắn đi. Vâng, tiên sinh, Ngô Mặc Thu trả lời, hóa thành một cột sáng màu xám chui vào giữa mày của tiểu rùa đen. Dương Bách Xuyên để Ngô Mặc Thu đi hỗ trợ tất nhiên có nguyên nhân, thân thể của Ngô Mặc Thu là linh thể quỷ tu, nàng có thể hóa thành bất cứ hình thái gì, trực tiếp chui vào biển ý thức của tiểu rùa đen để hỗ trợ. Lúc này tiểu rùa đen sắp không chống đỡ được, nghe thấy Dương Bách Xuyên cho người đi hỗ trợ. Cũng không chống cự, để Ngô Mặc Thu vào trong biển ý thức. Thật sự cũng không còn cách nào khác, nếu không hắn cũng không dám để người khác đi vào biển ý thức. Phải biết rằng cho dù là người hay yêu, biển ý thức là gốc rễ căn bản, không dám tùy tiện cho ý thức bên ngoài đi vào, nhưng hắn bị quái vật U Linh chui vào trong biển ý thức, không khỏi hoảng loạn, cũng chỉ có thể tin tưởng Dương Bách Xuyên, để Ngô Mặc Thu đi vào biển ý thức hỗ trợ hàng phục U Linh. Chủ yếu hắn không có kinh nghiệm gì. Dù sao cũng là một đứa trẻ nên còn nhát gan. Dương Bách Xuyên cũng biết rõ điểm này nên mới nhanh chóng quyết định để Ngô Mặc Thu ra tay, nếu không hắn vẫn chưa muốn bại lộ Ngô Mặc Thu. Còn bản thân mình, Dương Bách Xuyên phải ở lại để hộ pháp, ai biết trong đầm lầy vân vụ còn cất giấu bao nhiêu U Linh. Lúc trước quái vật U Linh bị tiểu rùa đen cho nổ tan xác, Dương Bách Xuyên cảm giác con quái vật này không quá cường đại. Cho nên không chuẩn bị ra tay, có Ngô Mặc Thu đi vào hỗ trợ là đủ rồi. Tiểu rùa đen là long quy, tính lên vẫn có thể sánh ngang với phân thần cảnh, nếu có thêm Ngô Mặc Thu hỗ trợ hắn vẫn không thể đánh bại được con quái vật U Linh kia, vậy hắn không phải long quy, chỉ là một con rùa đen, chết cũng đáng. Dương Bách Xuyên không dám sơ ý khi đang đứng trong sương mù, sau khi thân hình vạm vỡ của quái vật U Linh vỡ vụn, mây mù dày đặc lại ngưng tụ lại. Cũng chỉ có thể nhìn được trong phạm vi 3 mét quanh người. Từ khi tiến vào bí cảnh thì không thể sử dụng linh thức, chỉ có thể quan sát bằng mắt. Lấy ra kiếm đồ long, đứng bên cạnh tiểu rùa đen hộ pháp cho bọn họ. Mấy phút sau, Dương Bách Xuyên nhìn thấy thân thể của tiểu rùa đen không ngừng run rẩy, không cần hỏi cũng biết tình hình chiến đấu trong biển ý thức của tiểu rùa đen rất thảm thiết. Dương Bách Xuyên không khỏi lau mồ hôi lạnh, tất nhiên xuất phát từ tư tâm. Hắn lo lắng cho Ngô Mặc Thu hơn,
tiếp theo mới là tiểu đệ tiểu rùa đen mới thu này. Cũng may chưa đầy 5 phút, thân thể đang run rẩy của tiểu rùa đen dừng lại, một cột sáng màu xám bắn ra từ giữa mày của hắn, Ngô Mặc Thu hóa thành hình người đứng trước mặt Dương Bách Xuyên. Tiên sinh, đã giải quyết xong, Ngô Mặc Thu không chỉ không bị thương, thần thái cũng rất rạng rỡ. Dương Bách Xuyên hỏi, Thu Nhi, ta xem muội rất hưng phấn. Không lẽ có chỗ tốt? Ngô Mặc Thu cười hì hì nói, tiên sinh đoán đúng rồi, ta và tiểu rùa đen hợp lực trấn áp U Linh, sau đó U Linh bị ta cắn nuốt, sau đó thần hồn và tu vi của ta tăng lên. Nhưng tiên sinh, ta không cố ý, thật sự không nhịn xuống được, nhìn thấy U Linh ta đặc biệt muốn cắn nuốt. Nói đến đây âm thanh của Ngô Mặc Thu dần nhỏ xuống, có chút chột dạ nhìn Dương Bách Xuyên. Trước kia Dương Bách Xuyên từng nói qua không được cắn nuốt mấy thứ như Nguyên Anh, cho nên Ngô Mặc Thu sợ Dương Bách Xuyên tức giận. Ha ha, không sao, đây là U Linh không có trí tuệ ý thức, chỉ là hồn của một vài quái vật, không ảnh hưởng đến toàn cục. Nhưng muội nói như vậy, chúng ta lại giết thêm mấy cái nữa, vừa lúc ta cũng đang củng cố sức mạnh thần hồn, chờ xong chuyện ở đây, phải tu luyện thuật hóa thân, mấy U Linh này chính là thuốc bổ tốt nhất. Ha ha, Dương Bách Xuyên mỉm cười, phát hiện này của Ngô Mặc Thu rất quan trọng. Dù sao đó cũng không phải sinh linh chân chính, chỉ là đã hóa thành U Linh không ý thức, cắn nuốt có thể tăng lên sức mạnh thần hồn, không thể bỏ lỡ. Tiên sinh sáng suốt, hai mắt của Ngô Mặc Thu bắt đầu sáng rực, sau khi nàng tu luyện đến xuất khiếu cảnh đại viên mãn, tu vi lại không tăng lên, nhưng vừa rồi sau khi cắn nuốt U Linh trong biển ý thức của tiểu rùa đen, mặc dù tăng ít, nhưng đối với nàng đây là chuyện rất tốt. Chỉ cần tu vi tăng lên, không gian còn có thể buông lỏng, sớm hay muộn sẽ đột phá, nếu có thể cắn nuốt một lượng U Linh lớn, nàng sẽ có hy vọng bước vào cảnh giới phân thần, như vậy tu vi sẽ rút ngắn khoảng cách với tiên sinh, có thể trợ giúp tiên sinh, ở lại bên cạnh tiên sinh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mặt khác, tu vi của nàng không theo kịp, chênh lệch với tiên sinh càng lúc càng lớn, đến lúc đó ở lại bên cạnh tiên sinh, không chỉ không thể không giúp được gì, ngược lại sẽ trở thành trói buộc của tiên sinh, đây không phải là điều nàng muốn. Vì vậy vừa rồi nghe Dương Bách Xuyên đồng ý, Ngô Mặc Thu vô cùng vui sướng. Đầm lầy vân vụ có rất nhiều U Linh, hiện tại ở trong mắt nàng, chúng nó biến thành linh đan tiên dược. Vừa rồi trong chiến đấu, nàng đã lĩnh giáo được uy hiếp mà U Linh mang đến, từ bản chất, nàng và U Linh đều là âm linh thể thuộc tính âm, nhưng nàng đã tu luyện, có được thân thể chân linh, còn U Linh chỉ là hồn phách, hai bên cách xa vạn dặm. Rắc rối duy nhất là U Linh có thể thao túng mây mù và bùn trong đầm lầy để tăng cường phòng ngự của bản thân. Nàng có được những tin tức này sau khi cắn nuốt xong U Linh, sau đó báo lại suy nghĩ trong lòng cho Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên cười ha ha, nói, lớp phòng ngự của tiểu rùa đen để cho ta và tiểu rùa đen, muội đi bắt giữ U Linh, sau đó chúng ta sẽ giết chúng. Lúc này tiểu rùa đen mở to hai mắt, khôi phục thần trí. Hắn nhìn thấy Ngô Mặc Thu đứng bên cạnh Dương Bách Xuyên, vội vàng khom người nói cảm ơn tỷ tỷ đã cứu giúp. Mặc dù tiểu rùa đen chưa gặp Ngô Mặc Thu, nhưng vừa rồi Ngô Mặc Thu vọt vào trong biển ý thức giúp hắn hàng phục U Linh, cũng đoán được vị tỷ tỷ xinh đẹp này là người bên cạnh của Dương Bách Xuyên. Đối mặt với một cao thủ như Ngô Mặc Thu, hiện tại trong lòng của tiểu rùa đen càng thêm sợ hãi cung kính Dương Bách Xuyên. Không cần cảm ơn. Muốn cảm ơn thì cảm ơn tiên sinh. Ngô Mặc Thu cười nói. Tiên sinh, có chút nghi hoặc, ngay sau đó hắn lấy lại phản ứng, tiên sinh chính là đại ca Dương Bách Xuyên. Cảm ơn đại ca, tiểu rùa đen rất có lễ phép. Không cần cảm ơn, vốn dĩ không định để Thu Nhi ra mặt, vì cứu ngươi mới hiện thân, nhớ kỹ, ngươi lại thiếu ta một ân tình. Dương Bách Xuyên mặt không đỏ tim không loạn nói chuyện, ôm hết công lao lên trên người mình. Lại không nghĩ đến chính hắn là người bảo tiểu rùa đen đi chém giết quái vật U Linh. Nhưng tiểu rùa đen đơn thuần không nghĩ được sâu như vậy, thành thật nhớ kỹ ân tình này. Sau đó Ngô Mặc Thu tiếp tục ẩn thân, Dương Bách Xuyên và tiểu rùa đen đi đầu, lúc này Dương Bách Xuyên nhanh chân hơn, bởi vì dựa theo tin tức Ngô Mặc Thu truyền lại sau khi cắn nuốt U Linh, ở trong đầm lầy vân vụ không có sinh linh nào khác, chỉ có U Linh, các sinh linh khác đều bị U Linh xử lý. Nếu đều là U Linh thì dễ làm rồi, dù sao cũng không khó đối phó. Cái nào nhảy ra trực tiếp giết chết là được.
hắn và tiểu rùa đen phối hợp phá thân hình của U Linh, Ngô Mặc Thu âm thầm bắt giữ cắn nuốt, ba người phân công chiến đấu, tiến triển thần tốc. Trong hai ngày này chém giết hơn trăm U Linh, chính xác mà nói thì bị một mình Ngô Mặc Thu cắn nuốt, vốn dĩ Ngô Mặc Thu muốn đem U Linh cho Dương Bách Xuyên, nhưng Dương Bách Xuyên không muốn. Trong suy nghĩ của hắn, nếu cắn nuốt U Linh có chỗ lợi cho Ngô Mặc Thu, giúp tu vi của nàng tăng lên, vậy đưa hết cho Ngô Mặc Thu, hắn không cần, sau này suy nghĩ cách khác là được. Ngô Mặc Thu đi theo hắn bị không ít đau khổ, có thể làm được điều gì cho nàng, Dương Bách Xuyên rất vui lòng. Trong thời gian hai ngày, Ngô Mặc Thu đã cắn nuốt hơn trăm U Linh, thần hồn đã xảy ra biến hóa rất lớn, hơi thở cường đại hơn, Dương Bách Xuyên cảm nhận được hơi thở của Ngô Mặc Thu đã có thể sánh ngang với tu sĩ phân thần cảnh. Tiếc nuối duy nhất là cảnh giới tu vi vẫn không đột phá lên phân thần cảnh sơ kỳ, nhưng cũng đã đạt đến xuất khiếu cảnh đại viên mãn, có thể đột phá bất cứ lúc nào. Dương Bách Xuyên cũng bảo Ngô Mặc Thu không nên gấp gáp, thuận theo tự nhiên, không thể cưỡng cầu. Sau khi ba người đi ra khỏi đầm lầy vân vụ, trong tầm mắt xuất hiện một kỳ quan. Lúc này tiểu rùa đen kích động mở miệng, nói, hơi thở này chính là xào huyệt của Thao Thiết, chúng ta đến nơi rồi, ta cảm ứng được hơi thở của đám người tỷ tỷ. Lúc này Dương Bách Xuyên cũng cảm nhận được hơi thở của Quan Thiên Ngạo, bởi vì ma khí trong lòng bàn tay bắt đầu trở nên lộn xộn. Vội vàng lấy ra phù đưa tin của Diệp Vô Tâm và Hạ Lộ, truyền chân khí vào kêu to, Vô Tâm, ngươi và Hạ Sư tỷ có ở cùng nhau không? Hiện tại ngươi ở chỗ nào? Phù đưa tin có thể cảm ứng truyền lời cho nhau. Dương Bách Xuyên, nhanh lên, mau cứu chúng ta, a! Thanh của Diệp Vô Tâm vang lên. Nhưng cũng hoàn toàn bị đứt đoạn, giống như đột nhiên bị người đánh gãy, sau đó hoàn toàn mất đi cảm ứng. Sắc mặt của Dương Bách Xuyên biến đổi, Diệp Vô Tâm cầu cứu, không lẽ nàng và Hạ Lộ có nguy hiểm? Nếu có, phản ứng đầu tiên của Dương Bách Xuyên chính là Quan Ngạo Thiên, lớn tiếng nói, nhanh chóng đi cứu người. Chuyện lo lắng nhất đã xảy ra. Nhìn từ bên ngoài, ngọn núi là một hình cầu màu đỏ khổng lồ, bên trên có khắc những hoa văn hình thoi, liên tiếp nhau, nhìn qua giống như quả bóng đá. Vô cùng lớn. Giống như một trái bóng đá phóng to ngàn lần. Bên trên không có bất cứ thảm thực vật gì, chỉ có một màu đỏ hồng, cực kỳ yêu dị. Tiểu rùa đen nói đó chính là xào huyệt Thao Thiết. Dương Bách Xuyên cũng cảm nhận được Quan Thiên Ngạo cũng ở trong đó. Phù đưa tin của Diệp Vô Tâm truyền đến âm thanh cầu cứu, sau đó mất đi cảm ứng, vì vậy Dương Bách Xuyên chắc chắn Quan Thiên Ngạo đã làm chuyện gì đó bất lợi với Diệp Vô Tâm, thậm chí có khả năng Hạ Lộ và Diệp Vô Tâm ở cùng một chỗ. Bởi vì lúc ở trên thuyền phi hành Quan Thiên Ngạo từng nói phải làm Diệp Vô Tâm và Hạ Lộ. Lúc này trong lòng của Dương Bách Xuyên dâng lên sát ý dày đặc, bước nhanh đến ngọn núi hình cầu màu đỏ khổng lồ kia, hắn cần thiết phải nhanh chóng tìm được Diệp Vô Tâm và Hạ Lộ. Thanh cầu cứu kinh hoàng của Diệp Vô Tâm biểu lộ nàng gặp phải nguy hiểm, cũng không biết hiện tại ra sao, trước mắt Dương Bách Xuyên chỉ có thể dựa vào ma khí trong lòng bàn tay để tìm kiếm Quan Thiên Ngạo. Hiện tại Quan Thiên Ngạo là người có hiểm nghi lớn nhất, trong lòng nghĩ chờ tìm được sẽ xử lý Quan Thiên Ngạo. Bất kể có phải hắn ta hay không, diệt trừ Quan Thiên Ngạo cũng như bớt đi một phần tai họa. Dưới chân vận chuyển chỉ xích thiên nhai công, tăng tốc độ đến mức lớn nhất, hắn không lo lắng Ngô Mặc Thu không theo kịp, với thân thể chân linh và tốc độ của quỷ tu, nàng có thể hóa thành bất cứ hình thái nào, tốc độ không hề thua kém thần thông của hắn. Còn tiểu rùa đen, ban đầu còn tưởng rằng tốc độ của tiểu rùa đen là rùa bò, không nghĩ đến chỉ chớp mắt đã phát hiện tiểu rùa đen đi sau cách hắn 10 mét. Thật sự lắp bắp kinh hãi. Nói thầm trong lòng, xem ra dù là người hay yêu, có thể đi vào bí cảnh Thao Thiết đều không đơn giản. Hắn cũng biết từ lúc này trở đi đã bước vào thời khắc ẩu đả sinh tử, chỉ nói tiểu rùa đen bên cạnh, mặc dù là hắn lừa dối ở lại bên người, nhưng dù các hải yêu khác có biết chính mình đã cứu mạng của tiểu rùa đen cũng sẽ không cảm kích, đến lúc đó không chừng sẽ xảy ra một trận chém giết. Người ta có cho mặt mũi hay không là một chuyện. Ở Sơn Hải giới nhân yêu không đội trời chung không chỉ là một câu nói suông. Nhân tộc, yêu tộc lục địa, yêu tộc biển rộng đều không hòa bình với nhau, đặc biệt ở trong bí cảnh Thao Thiết, mục đích của mọi người chỉ có một, đó chính là mảnh vỡ thiên trảm, đến lúc đó chỉ sợ ngay cả người một nhà cũng sẽ xảy ra tranh chấp ích lợi. Mảnh vỡ thiên trảm không có nhiều,
bất cứ bên nào đều muốn tiêu diệt đối phương, ít đi một người tranh đoạt. Còn có sự nguy hiểm của bí cảnh thao thiết, có thể nói nguy hiểm ở khắp nơi, Dương Bách Xuyên không thể không nâng cao tinh thần. Nhưng cũng may hắn có một ưu thế, hắn không muốn tranh đoạt mảnh vỡ thiên trảm gì đó, hắn chỉ muốn bảo vệ tốt Diệp Vô Tâm và sư tỷ Hạ Lộ. Xuất phát từ mối quan hệ với Tư Không Nguyên, Dương Bách Xuyên bảo vệ Hạ Lộ coi như trả lại ân tình. Lúc trước mới bước vào tu chân, Tư Không Nguyên đã dùng nguyên thần kinh và ba phương pháp luyện đan để xây dựng cơ sở cho hắn và công ty Vân Kỳ. Có thể nói năm đó Lưu Tích Kỳ có thể phát triển Vân Kỳ thành đế quốc thương nghiệp nhanh như vậy, không thể không kể công đến ba phương pháp luyện đan của Tư Không Nguyên, không có sự duy trì tài lực của Vân Kỳ sẽ không có vân môn khổng lồ hiện tại. Như vậy hắn đã thiếu một ân tình lớn cho Tư Không Nguyên, cho nên dù ra sao Dương Bách Xuyên cũng phải chăm sóc bảo vệ cho sư tỷ Hạ Lộ, con gái của Tư Không Nguyên. Hiện tại hắn cũng có thực lực này. Khoảng cách mấy ngàn mét, với tốc độ chỉ xích thiên nhai công, chỉ trong nháy mắt đã đến nơi. Cách vài trăm thước hắn dừng lại, bởi vì có thạch lâm hình thù kỳ quái chặn đường, nhìn rừng đá mênh mông vô bờ, kéo dài liên tiếp trước mắt, nếu không phải địa điểm và màu của rừng đá không đúng, Dương Bách Xuyên còn tưởng rằng mình đã đến rừng đá nổi tiếng trong ngoài nước của Hoa Hạ. Rừng đá nơi này cùng một màu với ngọn núi hình cầu khổng lồ kia, đều đỏ như máu, cho hắn một loại ảo giác cả ngọn núi hình cầu màu đỏ khổng lồ và rừng đá trước mắt đều nhuốm máu tươi. Vừa mới nghĩ như vậy, một trận gió nhẹ ập vào mặt, mang theo mùi máu tươi gay mũi chui vào xoang mũi. Điều này làm sắc mặt của Dương Bách Xuyên biến đổi, trong lòng chấn động. Không lẽ ngọn núi hình cầu màu đỏ khổng lồ này và rừng đá thật sự bị máu nhuộm đỏ? Đại ca, sao lại dừng rồi? Tiểu rùa đen đi lên nói. Trong cơn hoảng hốt, Dương Bách Xuyên nghe thấy âm thanh của tiểu rùa đen, lập tức kinh hãi, vừa rồi khi bị mùi màu tươi chui vào xoang mũi, hắn lại thất thần. Đây là hiện tượng rất đáng sợ. Hiện tại hắn là người tu chân, cũng là một người tu chân có cảnh giới tu vi phân thần cảnh sơ kỳ, nguyên thần cường đại gấp 10 lần tu sĩ cùng cảnh giới, nói về lực chiến đấu. Có thể chấn áp hạ gục Trịnh Bân Bân tu vi phân thần cảnh trung kỳ trong nháy mắt, đủ để thuyết minh thực lực và tâm cảnh cường đại của Dương Bách Xuyên lúc này. Dưới tình huống như vậy, hắn lại có thể xuất thần. Chỉ có thể thuyết minh hắn bị hơi thở huyết tinh thổi đến từ rừng đá ảnh hưởng đến tâm. Nếu không phải tiểu rùa đen kêu gọi, có lẽ hắn sẽ tiếp tục thất thần, nếu trong lúc thất thần có người đánh lén, nghĩ đến đây Dương Bách Xuyên không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Con mẹ nó còn ở ngay cạnh rừng đá, còn chưa chính thức đi vào, nếu thực sự đi vào trong rừng đá, còn không biết sẽ bị mùi máu tươi này ảnh hưởng như thế nào. Thực sự khủng bố. Tiểu rùa đen có biết tại sao núi huyết và rừng đá nơi này đều là màu máu không? Hơn nữa người có ngửi được mùi máu tươi ngập trời ở đây không? Dương Bách Xuyên hỏi tiểu rùa đen. Tiểu rùa đen ngẫm nghĩ, nói, nghe A Tỷ nói, nơi này có màu máu bởi vì máu của thao thiết nhuộm đỏ. Trong lời đồn viễn cổ, thao thiết bị tiên nhân giết chết ở trong xào huyệt, máu tươi tràn ra từ trong xào huyệt nhuộm đỏ rừng đá nên mới như vậy. Thao thiết là dị thú viễn cổ, oán khí huyết tinh không tiêu tan, người thấy sẽ ảnh hưởng đến tâm, người có tâm cảnh không xong hoặc có tâm ma sẽ bộc phát tâm ma, sau đó đánh mất bản thân, đến lúc đó khả năng cao sẽ biến thành một hung thú chỉ có oán khí và giết chóc, vô cùng đáng sợ. Nhưng đại ca, không phải huynh có tiên phù bảo vệ sao? Thúc dục tiên phù có thể giữ vững bản tâm, không cần quá lo lắng, nhưng nếu thâm ma quá nặng cũng sẽ bị ảnh hưởng, cho nên nhất định phải giữ vững bản tâm. Dương Bách Xuyên gật đầu, sắc mặt càng thêm ngưng trọng, nói cẩn thận, ngươi theo sát ta, sau khi đi vào rừng đá có thể gặp phải tộc nhân thì ngươi đi tìm tộc nhân, ta muốn đi tìm bằng hữu, nơi này quá cổ quái, đến lúc đó khả năng ta sẽ không rảnh để ý đến ngươi. Tiểu rùa đen gật đầu nói, đại ca yên tâm. Ta có thể cảm ứng được sự tồn tại của tộc nhân, có lẽ ở một nơi nào đó trong rừng đá, huynh cứ đi cứu bằng hữu đi, không cần xen vào ta. Đi thôi, Dương Bách Xuyên nói xong bước vào trong rừng đá. Hắn biết thao thiết là một trong bốn hung thú viễn cổ, cùng với hỗn độn, cùng kỳ, đào ngột, được mệnh danh là tứ hung viễn cổ. Thao thiết có bản tính tham lam, nếu mùi máu tươi ở đây có thể ảnh hưởng đến tâm cảnh, gợi lên tâm ma. Dương Bách Xuyên cảm thấy lực lượng của tiên phù nhất định không có tác dụng mấy, bởi vì nhân tính cũng là tham lam. Đặc biệt là người đi vào bí cảnh thao thiết,
mỗi người đều mang theo mục đích riêng, đến đây tìm kiếm mảnh vỡ thiên trảm. Một khi tâm sinh tham lam, chắc chắn sẽ bị huyết tinh của thao thiết dẫn phát tâm ma hoặc nói cách khác là gợi lên dục vọng sâu trong nội tâm, đến lúc đó sẽ rất dễ dàng bị đánh mất bản tâm. Vì vậy vừa đi vào Dương Bách Xuyên đã tự thôi miên bản thân, nhất định không được dâng lên tham niệm, nếu không sẽ bị lạc tâm, đánh mất chính mình sẽ rất nguy hiểm, nếu làm không tốt sẽ vĩnh viễn trụy ma đạo. Toàn bộ rừng đá được tạo thành từ những cục đá khổng lồ có hình thù kỳ quái, các tảng đá lớn nối liền dày đặc, hòn đá nhỏ nhất cũng cao 3 trượng, cục đá lớn nhất cao hơn 30 trượng, từng khối đá to trong rừng đá hoặc nằm ngang, hoặc dựng đứng, hoặc nghiêng. Hợp thành một thế giới rừng đá. Động đá trong khúc cong có lớn có bé, giống như đi vào mê cung, ánh sáng cũng trở nên vô cùng ảm đạm. Càng vào sâu bên trong hoặc là nói càng đến gần sào huyệt thao thiết, mùi máu tươi càng dày đặc, dần dần từng luồng hơi thở huyết sát không ngừng truyền đến đánh sâu vào. May mắn trên người Dương Bách Xuyên có được tiên phù, sau khi thúc dục chân khí hình thành một tầng bạch quang bảo vệ xung quanh người, ngăn cản từng đợt đánh sâu vào của huyết sát ở bên ngoài, lúc này mới làm hắn không bị ảnh hưởng. Đúng lúc này bên cạnh vang lên âm thanh kêu rên của Ngô Mặc Thu. Dương Bách Xuyên vội vàng nói, Thu Nhi, hiện thân. Dứt lời, thân hình của Thu Nhi xuất hiện bên cạnh Dương Bách Xuyên, sắc mặt trắng bệch, nói, lúc nãy muội cắn nuốt rất nhiều u linh, bây giờ bị huyết sát nơi này đánh sâu vào, cần phải điều tiết hơi thở. Muội đi vào hồ Càn Khôn điều tiết hơi thở đi, nơi này quá nguy hiểm. Nói xong Dương Bách Xuyên vung tay lên đưa Ngô Mặc Thu vào trong không gian hồ Càn Khôn. Hắn lại quên mất u linh mà Ngô Mặc Thu cắn nuốt chính là sinh linh bảo vệ bên ngoài sào huyệt thao thiết, bây giờ đến gần rừng đá tràn ngập máu tươi trong sào huyệt thao thiết, có lẽ là giữa hai bên có ảnh hưởng nên thu nàng vào không gian hồ Càn Khôn thì an toàn hơn. Toàn bộ rừng đá đều tràn ngập sức mạnh huyết sát. Dương Bách Xuyên và tiểu rùa đen còn có thể chống đỡ, không chịu ảnh hưởng gì. Sau khi thu Ngô Mặc Thu vào không gian hồ Càn Khôn, Dương Bách Xuyên yên tâm hơn hẳn. Việc tiếp theo chính là toàn tâm toàn ý đi tìm Diệp Vô Tâm. Tiểu rùa đen nghe Dương Bách Xuyên nói chuyện với không khí, liền biết hắn đang nói chuyện với Ngô Mặc Thu, điều làm tiểu rùa đen kinh sợ là nội dung nói chuyện của Dương Bách Xuyên với Ngô Mặc Thu. Tộc Long Quy của hắn trường thọ nhất. Hiểu biết rộng hơn các yêu tộc tầm thường rất nhiều, nên hiểu rõ trên người Dương Bách Xuyên có pháp bảo động thiên, đây chính là chí bảo mà tất cả các tu sĩ đều mơ ước. Tiểu rùa đen đứng sau lưng Dương Bách Xuyên, khuôn mặt sáng lấp lánh. Đúng lúc này đột nhiên Dương Bách Xuyên quay người lại, mỉm cười híp mắt nói, ngươi nghe được gì rồi? Tiểu rùa đen chấn động, không tự chủ được run rẩy, nói, đại ca, ta chưa nghe thấy gì cả. Dưới ánh mắt chăm chú của Dương Bách Xuyên, tiểu rùa đen lo sợ đến mức hàm răng va lập cập vào nhau, hắn cho rằng Dương Bách Xuyên muốn bịt miệng hắn. Trong lịch sử Sơn Hải giới đã từng xuất hiện vài lần tranh đoạt pháp bảo động thiên, nghiêm trọng nhất là tông môn gia tộc bị diệt, nhẹ hơn thì cũng đã tan thành mây khói, xương chôn trong đất vàng. Từ đó có thể thấy được sự chân quý của pháp bảo động thiên, nó sẽ làm cho rất nhiều tu sĩ đỏ mắt, dẫn phát tranh đoạt sinh tử. Dưới tình huống như vậy, Dương Bách Xuyên giết người diệt khẩu quả bình thường. Tiểu rùa đen bị dọa sắp khóc. Đại ca, ta thề ta thật sự chưa nghe thấy gì cả, cũng không dám loạn mở miệng, nếu ta dám nói nửa chữ thôi, thần hồn của ta sẽ diệt vong. Lúc này tiểu rùa đen giống như thông suốt, vội vàng lập lời thề sinh tử trước mặt Dương Bách Xuyên. Ha ha, tiểu rùa đen, ngươi khẩn trương cái gì, đại ca ngươi cũng không phải loại người keo kiệt. Cho dù ngươi nghe được gì cũng không sao, chúng ta đi nhanh thôi. Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười nói, làm tiểu rùa đen thả lỏng lại, nhưng trong lòng lại nói thầm, nếu ta không lập lời thề, ngươi sẽ không nói như vậy. Đảo mắt nói, cái đó, đại ca, ta cảm ứng được tộc nhân ở không xa, ta muốn đi tìm tộc nhân của ta. Lúc này tiểu rùa đen nghĩ, ở bên cạnh vị đại ca này quá nguy hiểm, còn không bằng chính mình đi với chính mình. Hơn nữa hắn thật sự cảm nhận được tộc nhân ở cách đây không xa. Cho nên muốn tách ra với Dương Bách Xuyên. Vậy hả? Dương Bách Xuyên kéo giọng ra. Đúng vậy tiểu rùa đen liên tục gật đầu. Tộc nhân của người ở phía nào? Dương Bách Xuyên cười hỏi, làm sao hắn lại không nhìn ra được tâm tư của tiểu rùa đen chứ? Khó khăn lắm mới lừa dối được một tên phú nhị đại,
sao có thể dễ dàng để hắn trốn đi. Ở phía nam, tiểu rùa đen nhìn Dương Bách Xuyên, nhỏ giọng nói. Phía nam, vậy cùng đường với ta, người đi theo đại ca sẽ an toàn hơn, đi thôi. Nói xong, Dương Bách Xuyên tiếp tục đi. Cái đó, hướng huynh đang đi là phía đông. Tiểu rùa đen nhìn phương hướng Dương Bách Xuyên đi, nói. Đây là phía nam, Dương Bách Xuyên quay đầu lại cười tủm tỉm nói. Tiểu rùa đen đơn thuần ngơ ngác nói, đại ca, rõ ràng bên đó là phía đông. Ta nói phía nam là phía nam, ngươi nghi ngờ ta. Dương Bách Xuyên trầm giọng xuống. Cuối cùng tiểu rùa đen cũng hiểu được vị đại ca này đang cưỡng từ đoạt lý, hắn không muốn để chính mình trốn đi, nghĩ đến đây tiểu rùa đen khóc không ra nước mắt, nhưng đối mặt với uy hiếp của người nào đó, hắn không dám phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo. Là một long quy, hắn vẫn có thể phân rõ đông tây nam bắc, quan trọng nhất là, dưới sự uy hiếp đổi trắng thay đen của người nào đó, tiểu rùa đen còn có thể làm gì? Sau khi Dương Bách Xuyên ngang ngược bá đạo trấn áp tiểu rùa đen thì không để ý đến tiểu rùa đen nữa. Thật ra hắn không để tiểu rùa đen rời đi không chỉ vì ích lợi mà là cũng thực sự lo lắng cho an nguy của tiểu rùa đen. Đừng nhìn nhóc ngốc này là long quy, cảnh giới có thể sánh ngang với phân thần cảnh sơ kỳ, nhưng chỉ số thông minh hoàn toàn ngang với một đứa trẻ 5-6 tuổi, là một con long quy chưa trưởng thành, tâm tư đơn thuần trong sáng, nếu để mặc cho hắn rời đi. Dương Bách Xuyên dám chắc tiểu rùa đen sẽ bỏ mạng ở chỗ này. Lần trước gặp phải ở hạp gốc, suýt chút nữa tiểu rùa đen bị một con hoang thú giết chết, đừng nói lúc này đang ở trong sào huyệt của Thao Thiết và rừng đá quỷ dị, tiểu rùa đen càng khó sống sót. Hơn nữa dọc đường đi, tiểu rùa đen luôn miệng gọi đại ca, người nào đó phát hiện mình còn rất thích tiểu rùa đen, không thể đứng nhìn tiểu rùa đen toi mạng. Bắt được nhược điểm nhát gan của tiểu rùa đen. Trực tiếp mệnh lệnh tiểu rùa đen đi theo hắn, tiểu rùa đen cũng không dám trái lời. Chỉ có đi theo hắn, hắn mới có thể bảo vệ an nguy cho tiểu rùa đen. Chờ đến khi gặp được tộc nhân trong miệng tiểu rùa đen, sau đó thả hắn cũng không muộn. Nhưng, đến lúc đó lại xem tình huống, dù sao trong lòng Dương Bách Xuyên từng có suy nghĩ đánh cướp hải tộc. Cũng không biết tiểu rùa đen gặp phải Dương Bách Xuyên là may mắn hay bất hạnh. Dương Bách Xuyên và tiểu rùa đen đi xuyên qua rừng đá, giọt ma khí trong lòng bàn tay của Dương Bách Xuyên càng ngày càng mãnh liệt, trong lòng hắn cũng không khỏi cẩn thận hơn. Ma khí càng mãnh liệt chứng tỏ Quan Thiên Ngạo cách đó không xa. Hắn không dám đảm bảo dùng thuật huyết luyện truy tung ngược lại Quan Thiên Ngạo có bị hắn ta phát hiện hay không, dù sao ma khí chính là ấn ký của Quan Thiên Ngạo, có chút dị động, chủ nhân của ma khí sẽ phát hiện. Nếu Quan Thiên Ngạo phát hiện hắn truy tung, khả năng cao hắn ta sẽ bày một bẫy dập chờ hắn đi vào. Nhưng dưới tình huống như vậy, Dương Bách Xuyên cũng không còn cách nào. Cho dù đây thật sự là âm mưu của Quan Thiên Ngạo, hắn cũng chỉ có thể căng ra đầu đi tiếp, cần thiết phải cứu được Diệp Vô Tâm. Dương Bách Xuyên dẫn theo tiểu rùa đen đi hết một canh giờ, ngẩng đầu lên nhìn thấy đã đi đến dưới sào huyệt Thao Thiết, rừng đá ở nơi này càng thêm khổng lồ. Khoảnh khắc Dương Bách Xuyên và tiểu rùa đen đi xuyên qua một động đá, đột nhiên lại xuất hiện ở một bãi đất trống hơn 100 mét vuông. Vô Tâm Dương Bách Xuyên nhìn thấy thân ảnh của Diệp Vô Tâm bị cột trên cột đá phía trước, hiển nhiên là bị người dùng pháp thuật cột vào cột đá. Xung quanh đất trống là từng hàng rừng đá cao 3 trượng vây thành một hình tròn, bốn phía ngoại trừ động đá đi vào, tất cả đều ở trạng thái phong bế. Sau khi nhìn thấy Diệp Vô Tâm, Dương Bách Xuyên kêu to một tiếng. Nhưng Diệp Vô Tâm lại không trả lời, trên mặt xuất hiện sự nôn nóng, hiển nhiên nàng bị người phong ấn tu vi, không nói được. Nhìn đến đây Dương Bách Xuyên biết nơi này có bẫy. Mặc kệ ra sao, nếu tìm được Diệp Vô Tâm rồi thì dễ làm, cảnh giác quan sát bốn phía, không phát hiện sự tồn tại của những người khác, Dương Bách Xuyên bước về phía Diệp Vô Tâm. Rất nhanh đã đi đến bên người Diệp Vô Tâm, đánh giá, quả nhiên, Diệp Vô Tâm bị người phong ấn tu vi. Không nói được, bị treo trên cột đá. Giơ tay tung ra một chưởng đánh vỡ cấm chế trên người nàng. Ầm ầm. Sau một tiếng nổ, Diệp Vô Tâm rơi xuống từ cột đá, Dương Bách Xuyên ôm lấy nàng, lúc này Diệp Vô Tâm bị phong ấn tu vi, trên mặt càng thêm sốt ruột, muốn nói điều gì đó nhưng lại không mở miệng được. Đừng gấp, ta cởi bỏ phong ấn cho ngươi. Nói xong, Dương Bách Xuyên đánh vỡ 7 phong ấn trên người nàng. Loại phong ấn này không quá cường đại,
Dương Bách Xuyên dễ dàng phá vỡ. Sau khi khôi phục tự do, Diệp Vô Tâm vội vàng nói, Vân Xuyên, đi mau, tên khốn Quan Thiên Ngạo kia liên hợp với Hải Yêu để giết ngươi. Ha ha ha, muốn chạy, chậm. Đúng lúc này, âm thanh của Quan Thiên Ngạo vang lên. Ngay sau đó là một trận ầm ầm ầm, đỉnh đầu tối sầm lại. Dương Bách Xuyên đã đoán trước được mọi chuyện sẽ không đơn giản, nên không quá giật mình, ngẩng đầu nhìn thì thấy trên đỉnh đầu xuất hiện một trận pháp kết giới trong suốt, có bốn người đứng ở cửa động, cầm đầu là Quan Thiên Ngạo. Ba người còn lại tản ra yêu khí dày đặc, hiển nhiên là yêu tộc. Hừ. Dương Bách Xuyên lạnh lùng hừ một tiếng, cũng không kinh hoàng, phi người tung một quyền vào kết giới trên đỉnh đầu. Ầm đùng. Một âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, vậy mà kết giới chỉ vặn vẹo một chút, không tan vỡ. Cuối cùng sắc mặt của Dương Bách Xuyên cũng thay đổi. Hắn quá khinh thường trận pháp kết giới này. Tiếng cười càn rỡ của Quan Thiên Ngạo vang lên, âm độc nói, đừng lao lực, đây là trận luyện thiên của Bổ Thiên Cung, dùng 36 linh bảo mượn căn cơ rừng đá ở đây để bố trí, không ngừng hấp thu lực lượng huyết sát để củng cố uy lực của trận pháp. Ta có lá cờ thao tác trận pháp này trong tay, ngươi không thể phá được, hôm nay ngươi chết chắc rồi. Dương Bách Xuyên nhìn Quan Thiên Ngạo, không nói gì, hắn biết nói với loại tiện nhân này chỉ phí lời. Điều đáng mừng là Diệp Vô Tâm chỉ bị phong ấn tu vi, Hạ Lộ không ở cạnh nàng, điều này thuyết minh đến lúc này Diệp Vô Tâm và Hạ Lộ chưa gặp mặt, khoảng cách hai người đi vào bí cảnh cách xa nhau. Dương Bách Xuyên cũng không lấy làm lạ chuyện Diệp Vô Tâm bị Quan Thiên Ngạo bắt lấy. Dù sao tu vi của hai người đã kém một cấp bậc. Diệp Vô Tâm là xuất khiếu đại viên mãn, còn Quan Thiên Ngạo là phân thần trung kỳ. Hiển nhiên hắn ta đã dùng một phương pháp truy tung giống như ma khí ở trên người Diệp Vô Tâm. Dương Bách Xuyên không quan tâm đến lời nói âm độc của Quan Thiên Ngạo, hắn bắt đầu cân nhắc trong lòng nên rời khỏi đây kiểu gì. Bốn phía là rừng đá nghiêm mật, trên đỉnh đầu là trận pháp kết giới, cửa vào duy nhất của Sơn Động đã bị Quan Thiên Ngạo và ba tên yêu tu lấp kín. Muốn đi ra chỉ còn cách mạnh mẽ giết chết Quan Thiên Ngạo và ba tên yêu tu. Nhưng Dương Bách Xuyên biết chuyện này rất khó, Quan Thiên Ngạo bày ra bố cục sâu như vậy cho hắn, sao có thể để hắn rời đi. Quan Thiên Ngạo, người đáng chết. Sau khi phục hồi lại, Diệp Vô Tâm tức giận mắng to. Ha ha, Diệp Vô Tâm, giả vờ thánh nữ làm gì, con mẹ nó đừng quên ngươi là vị hôn thê của Quan Thiên Ngạo này, cho dù hôm nay ta giết chết tên tiểu tử này, ngươi còn có thể làm gì. Quan Thiên Ngạo cười âm độc. Diệp Vô Tâm nhìn Quan Thiên Ngạo, ta sẽ không để yên chuyện ngươi bắt cóc ta, chờ trở về Thương hội Thiên Diệp, ta sẽ đi tính sổ với Bổ Thiên Cung. Ta sợ quá cơ. Quan Thiên Ngạo giả vờ sợ, sau đó trầm giọng nói, ta lại không làm gì ngươi, chỉ phong ấn tu vi của ngươi, không lẽ Thương hội Thiên Diệp sẽ trở mặt với Bổ Thiên Cung chỉ vì chuyện còn con này. Đừng nói ta chưa làm gì ngươi, cho dù làm thật, không lẽ Thương hội Thiên Diệp thật sự dám trở mặt với Bổ Thiên Cung. Hôm nay giết chết tên tiểu tử Dương Bách Xuyên này chính là cảnh cáo ngươi, đừng gây chuyện cho ta, con mẹ nó nhớ kỹ, hôn ước giữa người và ta là do lão tổ tông Diệp gia và ông nội của ta định ra, không lẽ ngươi dám làm trái lời lão tổ nhà ngươi? Thật sự cho rằng tên tuổi đứng đầu Sơn Hải giới của Bổ Thiên Cung là hư danh. Nghe kỹ, hiện tại lập tức lại đây, chờ ta giết chết Dương Bách Xuyên, ta sẽ bỏ qua mọi chuyện cũ với ngươi, nếu không. Đừng trách ta vô tình. Ngươi! Diệp Vô Tâm nghẹn lời, thật ra nàng biết mặc dù lời nói của Quan Thiên Ngạo có chút phóng đại nhưng cũng là tình hình thực tế, cho dù đến nay nàng luôn vi phạm hôn ước này, nhưng nếu lão tổ tông trong nhà không nhả ra, nàng cũng không có cách nào, hơn nữa chỉ vì một mình nàng mà làm cho cả Thương hội Thiên Diệp đối địch với Bổ Thiên Cung, chuyện này không có khả năng. Dương Bách Xuyên không nói gì, yên lặng đứng một bên nhìn phản ứng của Diệp Vô Tâm. Nếu hiện tại nàng đi đến bên cạnh Quan Thiên Ngạo, hắn cũng có thể lý giải, chỉ là trong lòng hơi mất mát, rốt cuộc hắn cũng nghe thấy được sự uy hiếp trong lời nói của Quan Thiên Ngạo không phải chỉ nói chơi. Sắc mặt của Diệp Vô Tâm xanh mét, nửa ngày không nói gì. Quan Thiên Ngạo mỉm cười đắc ý, nhìn về phía Dương Bách Xuyên với nụ cười đắc thắng, như muốn nói, nhìn xem ngươi là thứ gì, cũng dám đoạt nữ nhân với lão tử. Dương Bách Xuyên chỉ mở miệng tặng Quan Thiên Ngạo hai chữ, thằng ngu. Còn Diệp Vô Tâm, sau một lúc trầm mặc, mở miệng nói, hôm nay cho dù chế Diệp Vô Tâm ta cũng sẽ không để người thực hiện được mưu kế, nếu ta đã chết, bàn tính của ngươi sẽ thất bại. Ha ha,
đừng cho là ta không biết ngươi chỉ coi trọng tài phú của Thương hội Thiên Diệp, Quan Thiên Ngạo. Ngươi nằm mơ, hôm nay Dương Bách Xuyên chết, ta cũng sẽ đi cùng Han. Dương Bách Xuyên nghe Diệp Vô Tâm nói vậy, trong lòng run lên, cười khổ, nàng vẫn là nữ ma đầu dám yêu dám hận như năm đó, nếu đã như vậy ta còn sợ cái gì? Trong lòng Dương Bách Xuyên đột nhiên thoải mái, lúc này hắn biết mình nên nói chuyện. Cười nói với Diệp Vô Tâm, muốn chết cũng không dễ như vậy, có ta ở đây, đừng ai mơ tưởng thương tổn ngươi. Diệp Vô Tâm cũng không biết thực lực hiện tại của Dương Bách Xuyên mạnh đến mức nào, nàng cũng sẽ không hối hận với quyết định trong lòng, thở dài nói, trận luyện thiên là trận pháp nổi danh của Bổ Thiên Cung, chúng ta không phải là đối thủ của Quan Thiên Ngạo, nhưng cũng tốt, có thể sống chết sóng vai với ngươi, cuộc đời này ta không hối hận. Ta từng bởi vì do dự mà bỏ lỡ một nữ hài dám yêu dám làm, nhưng bây giờ, nếu ta không bắt được còn tu cái gì? Dương Bách Xuyên nghe Diệp Vô Tâm nói vậy, nói thầm trong lòng, trong đầu lại nhớ đến Liễu Linh Linh. Dương Bách Xuyên có chút xúc động, đứng trước người Diệp Vô Tâm nói, tìm cơ hội đi tìm Hạ Lộ sư tỷ trước, ta sẽ đuổi theo các ngươi sau. Đi, hôm nay bổn thiếu sẽ làm đôi cẩu nam cẩu nữ các ngươi chết không chỗ chôn. Quan Thiên Ngạo nhìn cảnh tượng này, hoàn toàn bùng nổ. Sau đó nói với ba tên yêu tu, nói, ba vị, ta thao tác trận pháp, các ngươi đi giết bọn họ. Ha ha, giết người không thành vấn đề, nhưng nhớ kỹ những gì ngươi hứa hẹn với chúng ta. Một thanh niên có diện mạo hung thần ác sát nói với Quan Thiên Ngạo. Đúng vậy, nguy hiểm khi giết chết thiên kim của Thương. Hội Thiên Diệp nhân tộc không phải đơn giản. Một nam tử âm nhu khác nói, người này mặc một bộ chiến giáp, trước ngực có một dao long màu đen. Đúng vậy, Quan Thiên Ngạo, tốt nhất ngươi đừng chơi chúng ta. Một nữ tử duy nhất trong ba yêu tu mở miệng nói. Nữ tử này chính là một người mập mạp mấy trăm cân, trên mặt đầy thịt thừa, không thấy rõ ngũ quan, cố tình âm thanh lại rất trầm ấm, âm thanh và hình thể của nàng ta là hai thái cực đối nhau. Tiểu rùa đen đứng phía sau lưng Dương Bách Xuyên, run giọng nói, đại ca, tên hung thần ác sát kia chính là tướng quân cá mập trắng, tên mặc chiến giáp màu đen chính là thái tử Giao Long, tên mập kia chính là công chúa Bạch Tuộc, đại ca, ta sợ quá. Dương Bách Xuyên nhếch mép cười. Nhìn tiểu rùa đen nói, đừng sợ, không phải ta đã nói rồi sao, nếu nhìn thấy hải tộc các ngươi thì xông lên đánh. Nhìn chút tiền đồ này của ngươi đi. Nói xong, Dương Bách Xuyên hỏi tiểu rùa đen, bọn họ rất giàu có đúng không? Tiểu rùa đen ngơ ngác gật đầu, thật sự không nghĩ ra lúc này vị đại ca này còn quan tâm người ta có giàu có hay không làm gì. Diệp Vô Tâm cũng có chút sững sờ, nàng thấy bộ dáng tự tin này của Dương Bách Xuyên. Không nhịn được nói, đến lúc nào rồi ngươi còn quan tâm cái này làm gì, nghĩ cách nên đi ra ngoài kiểu gì đi. Nói xong có chút nhụt chí, nói có lẽ không ra được, trận luyện thiên của Bổ Thiên Cung được xưng là chí bảo thiên địa có thể luyện hóa, mặc dù chỉ là lời đồn, nhưng từ trước đến nay bọn họ rất giỏi về luyện hóa, hơn nữa bên cạnh Quan Thiên Ngạo còn có ba cao thủ yêu tộc. Đừng lo lắng, có ta ở đây, đừng ai nghĩ muốn tổn thương ngươi, còn không phải chỉ là bốn tên bụi đời thôi sao. Trực tiếp giết chết là được, trạng thái nói chuyện lúc này của Dương Bách Xuyên là nói không chuẩn bị giấy tờ. Vừa dứt lời, cả người hắn chấn động, nhắm hai mắt lại. Ngươi làm sao vậy? Diệp Vô Tâm nhìn thấy Dương Bách Xuyên nhắm hai mắt lại, còn tưởng hắn xảy ra chuyện gì, lo lắng hỏi. Ngay sau đó Dương Bách Xuyên mở hai mắt ra, trên mặt không che giấu được ý mừng, không sao, đừng lo lắng, lần này chúng ta không chết được, ha ha. Không thể hiểu được, Diệp Vô Tâm trừng mắt nhìn hắn. Đột nhiên công chúa Bạch Tuộc trong miệng tiểu rùa đen cười mở miệng nói, Thánh tử Long Quy, giết chết thằng nhãi này, tộc Long Quy sẽ bớt đi một người nối nghiệp, ba gia tộc chúng ta có thể phân chia lãnh thổ Đông Hải, ha ha. Thái tử Giao Long và tướng quân cá mập trắng cũng nhìn qua với vẻ mặt âm hiểm. Dương Bách Xuyên phát hiện tiểu rùa đen càng thêm run rẩy, nhìn ba người với ánh mắt cực kỳ sợ hãi, hắn buồn bực nói, ta nói này tiểu rùa đen. Tốt xấu gì ngươi cũng là thánh tử Long Quy, địa vị và thực lực ngang với bọn họ, đến mức sợ hãi như vậy sao? Đại ca, ta sợ tiểu rùa đen yếu ớt nói, rụt cổ về sau. Hắn là thánh tử của tộc Long Quy, Diệp Vô Tâm kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, là một tiểu hài tử, ta gặp được trên đường, đứa nhỏ này suýt chút nữa bị một con hoang thủ giết chết, rõ ràng có thực lực của phân thần cảnh, lại nhát như chuột Bách Xuyên bất đắc dĩ nói. Dương. Diệp Vô Tâm nhìn tiểu rùa đen nửa ngày không nói lên lời,
nàng từng nghe qua bốn thế lực lớn của lãnh thổ biển rộng, Hắc Giao, Cá Mập Trắng, Bạch Tuộc, Long Quy, đều là bá chủ một phương, ai có thể nghĩ đến lá gan của Thánh tử Long Quy lại nhỏ như vậy. Làm càn, xem ra tiểu tử ngươi thật sự không biết sống chết. Bị Dương Bách Xuyên mắng là quái vật xấu xí, Thái tử Giao Long tức giận gầm lên. Ta lại không chỉ tên điểm họ ngươi, ngươi sốt ruột cái gì? Không lẽ ngươi là quái vật xấu xí đó? Dương Bách Xuyên phản bác lại. Ngươi, nhiều lời vô ích, Quan Thiên Ngạo, ra tay đi. Thái tử Giao Long tức giận bảo Quan Thiên Ngạo thao tác trận pháp. Được Quan Thiên Ngạo gật đầu, ánh sáng trên bàn tay chợt lóe, một lá cờ màu vàng xuất hiện, múa may về phía Dương Bách Xuyên, lập tức một luồng liệt hỏa xuất hiện trước mặt Dương Bách Xuyên. Ngươi và tiểu rùa đen lui ra sau, bảo vệ chính mình, để ta đối phó với chúng. Dương Bách Xuyên nói, giáp nhật nguyệt càn khôn xuất hiện trong người, trên tay cầm kiếm đồ long, chém ra một chiêu phong nhận, trực tiếp đánh tan ngọn lửa. Lúc này ba người của ba tộc hải yêu vọt về phía hắn từ ba phía khác nhau, Quan Thiên Ngạo liên tục múa may lá cờ trong tay. Ngay sau đó Dương Bách Xuyên bước ra một bước nhằm về phía Quan Thiên Ngạo, vừa mới động thân, ngọn lửa xuất hiện lần thứ hai. Chỉ nghe Quan Thiên Ngạo gầm to, thuật ngũ hành luyện thiên biển lửa. Am! Trong phút chốc, Dương Bách Xuyên hoàn toàn bị ngọn lửa cắn nuốt. Hừ, biến mất cho ta. Dương Bách Xuyên bị ngọn lửa của Quan Thiên Ngạo bao vây, hừ lạnh, một chưởng vỗ vào đại địa. Ầm rung, tiếng rung động nặng nề vang lên, đại địa run rẩy, hình thành dòng sóng âm khổng lồ, trực tiếp tiêu diệt ngọn lửa. Lúc này, ba hải yêu tấn công. Thái tử Giao Long tung một quyền về phía Dương Bách Xuyên, trên tay ngưng tụ ra một long chảo khổng lồ, vô cùng cường đại. Tướng quân Cá Mập Trắng cầm trong tay một cây ngân thương, lao đến nhanh như chớp, bên trên có tia chớp quấn quanh. Tay của công chúa Bạch Tuộc mập mạp hóa thành một xúc tua, mang theo hàn ý quất lên mặt của Dương Bách Xuyên. Từ hơi thở của ba cao thủ hải yêu, Dương Bách Xuyên cảm nhận được đều là phân thần cảnh sơ kỳ. Từ trận pháp Quan Thiên Ngạo thao túng có thể nhìn ra được, hắn ta có thể điều động lực lượng ngũ hành của thiên địa đến quấy rầy hắn, còn ba hải yêu phối hợp bổ đạo với nhau. Nếu là người bình thường, dưới một vòng công kích này không chết cũng mất nửa cái mạng. Nhưng Dương Bách Xuyên không phải người thường. Chính hắn cũng không biết thực lực chân chính của mình, nhưng tuyệt đối không phải ba tên hải yêu phân thần cảnh sơ kỳ có thể lay động. Nheo mắt lại, giơ kiếm đồ long chỉ lên trời, Dương Bách Xuyên gầm to, kiếm trận hắc liên, hai hóa bốn. Ngay sau đó, bốn đóa hoa sen xuất hiện bên người Dương Bách Xuyên, vây quanh hắn. Lúc ở trong không gian hoa sen đen, hắn đã tu luyện kiếm quyết hắc liên đến cực hạn, đến mức có thể phát ra bất cứ lúc nào. Đối mặt với ba đòn tấn công của hải yêu, bình tĩnh thi triển ra kiếm trận hắc liên trong nháy mắt, bảo vệ chính mình ở trong kiếm trận. Ngay lập tức công kích của ba hải yêu đánh lên trên bốn đóa hoa sen đen. Ầm 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 đùng, tiếng nổ vang liên tiếp vang lên. Bốn đóa hoa sen đen nổ tinh, 48 cánh hoa sen đen bay thẳng đến ba tên hải yêu. Ba tiếng chấn động nặng nề vang lên, ba tên hải yên bay ngược ra ngoài. Phụt phụt phụt, một đám phun máu. Lúc này sắc mặt của Quan Thiên Ngạo thay đổi, ba tên hải yêu hoảng sợ, mặc dù không chết nhưng cũng thực sự bị đòn công kích hắc liên quỷ dị này dọa sợ. Ở một chỗ nào đó của rừng đá, một người mặt đầy lông vàng, hoặc là nơi con khỉ lông vàng hình người, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đông của rừng đá, vẻ mặt kích động nói ta cảm ứng được hơi thở của chủ nhân. Con vượn trắng bên cạnh con khỉ lông vàng dùng ngôn ngữ loài người, nói Thái tử Điện Hạ đang nói đến huynh đệ kết bái kia của ta. Đấy chính là chủ nhân Dương Bách Xuyên của ta. Con khỉ lông vàng mở miệng. Trong trận luyện thiên, Dương Bách Xuyên đứng thẳng, tay cầm đồ long kiếm, khinh thường tam đại hải yêu và Quan Thiên Ngạo. Hắn dùng một chiêu kiếm trận hắc liên hóa giải công kích của bốn phân thần cảnh sơ kỳ. Thực lực cỡ này đủ để ngạo thị quần hùng. Lúc này Thái tử Giao Long hét lên với Quan Thiên Ngạo, Thủy. Quan Thiên Ngạo lấy lại phản ứng, ánh mắt sáng ngời, tay vung trận kỳ miệng ngâm nga, ngũ hành chi thủy, lên. Thoáng chốc, khắp trận luyện thiên nổi lên mưa phùn lất phất, chẳng lâu sau đã trút xuống như thác. Tinh thần tam đại hải yêu bỗng chấn động, sắc mặt Quan Thiên Ngạo đầy vui vẻ, hắn ta biết hải yêu gặp thủy như cá gặp nước, trong trận luyện thiên có vũ thư gia tăng sức mạnh của chúng. Có thể khiến sức chiến đấu của họ tăng lên một mảng lớn. Dương Bách Xuyên khẽ nhíu mày, hắn cũng biết rõ biến hóa trong này. Bốn người đối phó hắn,
Quan Thiên Ngạo thao túng trận pháp quấy rầy, tam đại hải yêu thì ra tay công kích. Bốn tên phân thần cảnh đấu với một mình hắn, hơn nữa còn có trận pháp tồn tại, đúng là không nên khinh thường. Chẳng qua Dương Bách Xuyên cũng không sợ hãi lắm. Binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn, đứng trước thực lực tuyệt đối, tất cả mánh khóe đều chỉ như hổ giấy mà thôi. Một kích kiếm trận Hắc Liên vừa rồi đủ để chứng minh tất cả. Ánh mắt sắc bén của hắn đảo qua tam đại hải yêu, cuối cùng dừng lại trên người Quan Thiên Ngạo, theo hắn thấy trong bốn tên này, biến số lớn nhất vẫn là Quan Thiên Ngạo. Gã thiếu cung chủ Bổ Thiên Cung này đang nắm giữ trận luyện thiên trong tay, tuy hiện tại vẫn chưa gây ra tổn thương tổn thật sự gì nhưng đủ để thả ám chiêu ngáng chân hắn. Sức mạnh cường đại đến đâu vẫn có thể ngăn cản nhưng ném đá giấu tay thì lại rất khó đề phòng. Dương Bách Xuyên luôn cảm thấy trận luyện thiên trên tay Quan Thiên Ngạo vẫn chưa phát huy ra được thực lực chân chính, trong lòng không ngừng lo lắng. Vì vậy hắn muốn giết chết Quan Thiên Ngạo trước, tam đại hải yêu kia thì tạm thời không cần phải lo lắng. Chỉ có Quan Thiên Ngạo là nhân tộc, sự hiểu biết giữa người với nhau càng đáng sợ hơn yêu tộc rất nhiều. Mà lúc này, Quan Thiên Ngạo bị ánh mắt bén như dao câu của Dương Bách Xuyên quét qua, cả người không nhịn được run lên. Cứ có cảm giác bị rắn độc mãnh thú nhìn chằm chằm. Hắn ta sợ sệt, phùng trận kỳ, vũ thủy khốn long, tụ lại cho ta. Quan Thiên Ngạo vừa dứt lời, nước mưa bỗng tạo thành hình quả cầu, hội tụ lại quanh người Dương Bách Xuyên từ bốn phương tám phương hướng. Hừ. Dương Bách Xuyên hừ một tiếng, tay phải biến thành trường, đánh vào màn nước vừa tụ lại trước mặt. Ầm. Sau một trường, màn nước ngưng tụ đã bị hắn đánh tan. Thế nhưng không đợi hắn vui vẻ, màn nước đã tụ lại, một chưởng này của hắn như đánh vào bông. Lần này sắc mặt Dương Bách Xuyên đã thay đổi. Chưởng lực của hắn vừa mạnh vừa nhanh nhưng thuộc tính của nước vốn âm nhu, nhu khắc cương, có vẻ dùng lực mạnh chống lại nước không hợp lý lắm. Các ngươi còn không ra tay thì đợi đến khi nào? Quan Thiên Ngạo cầm trận kỳ không ngừng điều động lực lượng nước mưa chậm rãi tới gần Dương Bách Xuyên, đồng thời gầm lên với tam đại yêu tu. Tam đại hải yêu liếc nhau, từng tên bày ra khuôn mặt dữ tợn. Dương Bách Xuyên bị nước vây nhốt chính là sự trợ giúp lớn nhất đối với chúng, nước cản trở Dương Bách Xuyên nhưng lại gia tăng sức mạnh của tam đại hải yêu. Bọn chúng là hải yêu, gặp nước rất có lợi. Trước đó Quan Thiên Ngạo công kích bằng hỏa diễm, ngược lại Dương Bách Xuyên biến thành chướng ngại vật đối với tam đại hải yêu. Gào! Thái tử Giao Long thét dài một tiếng, toàn thân bùng nổ yêu khí. Trong nháy mắt đã hóa thành một con dao long đen kịt dài 9 thước. Bạch Sa tướng quân cũng hóa thành một con cá mập trắng dài hơn 30 mét. Trương Ngư công chúa hóa thành một con bạch tuộc khổng lồ đầy xúc tu. Thấy tam đại hải yêu biến về bản thể, Quan Thiên Ngạo nở nụ cười đầy âm hiểm, trong mắt lóe lên tia sáng. Dương Bách Xuyên đang bị nhốt trong quả cầu nước do Quan Thiên Ngạo thi pháp, hắn thầm cười lạnh. Không tiếp tục công kích nữa mà nắm chặt đồ long kiếm trong tay. Trên thân kiếm xuất hiện từng vòng xoáy kiếm khí càng ngày càng nhanh, dồn sức chờ cơ hội ứng phó công kích của tam đại hải yêu. Đương nhiên hắn cũng biết trong nước mưa, tam đại hải yêu sẽ như cá gặp nước. Nhìn tam đại hải yêu biến về bản thể, Dương Bách Xuyên không dám khinh thường. Anh ta có thể đứng khinh miệt khi chiến đấu, nhưng anh ta sẽ không khinh miệt. Growl. Một giây sau, tam đại hải yêu thét dài một tiếng, cùng vọt về phía Dương Bách Xuyên, không hề dừng lại một giây đã chui thẳng vào trong quả cầu nước với đường kính đã đạt tới mấy chục thước. Quả cầu nước có thể vây nhốt Dương Bách Xuyên nhưng lại chẳng tạo thành ảnh hưởng gì với tam đại hải yêu. Trong nháy mắt Giao Long Thái tử há mồm phun ra một ngụm mạc long tức đen kịt giống như mũi tên nhọn muốn đâm thủng Dương Bách Xuyên. Trên đỉnh đầu Bạch Sa tướng quân bốc lên một luồng ngân quang lấp lánh, rất có linh tính phóng thẳng về phía Dương Bách Xuyên. Ba căn xúc tu màu tím trên người Trương Ngư công chúa chứa yêu lực cường đại, lao đi như ba đầu cự mãng hung ác. Tam đại hải yêu đã sinh ra sát khí. Luồng long tức Giao Long Thái tử vừa phun ra không phải là hàng thật mà chỉ là yêu lực bản mệnh của hắn ta, khá tương tự với long tức, tập trung tinh hoa sức mạnh cả người, uy lực vô biên. Bạch Sa tướng quân phát ra ngân quang cũng khá giống với long tức của Giao Long, gọi là Bạch Sa xuất hải. Về phần Trương Ngư công chúa,
ba căn xúc tu thả ra công kích Dương Bách Xuyên chính là xúc tu bản mệnh nàng ta không ngừng tiến hóa rồi cô đọng mà thành, lực lượng còn mạnh hơn cả linh bảo tiên thiên. Phía xa xa, ý cười của Quan Thiên Ngạo càng ngày càng đậm. Ở góc khuất bãi đá, Tiểu Ô Quy và Diệp Vô Tâm biến sắc. Tiểu Ô Quy hoảng sợ hét lên, đại ca cẩn thận nguy hiểm, long tức của Giao Long, ngân quang của Bạch Sa, xúc tu bản mệnh của Trương Ngư, bọn muốn lấy mạng đại ca đó. Nghe Tiểu Ô Quy nói xong, Diệp Vô Tâm chấn động cả người, vội vàng nói, chúng ta không thể ngồi chờ chết được, phải giúp hắn một tay. Tiểu Ô Quy, ta sẽ cắt ngang sự khống chế của Quan Thiên Ngạo với trận pháp, ngươi là hải yêu đi san sẻ áp lực với xuyên tử. Ta không dám. Tiểu Ô Quy yếu ớt nói. Ngươi đường đường là Long Quy Thánh Tử, có thể xem như đại yêu cấp 6, ngang thần cảnh của nhân tộc bọn ta. Ngươi còn luôn miệng gọi xuyên tử là đại ca đấy, đúng là bao cỏ. Diệp Vô Tâm tức giận mắng, dậm chân xông về phía Quan Thiên Ngạo. Nàng nghĩ chỉ cần cắt đứt việc khống chế trận pháp của hắn ta thì có thể giúp Dương Bách Xuyên thoát khỏi quả cầu nước. Ta không phải bao cỏ. Bị Diệp Vô Tâm mắng là bao cỏ, ánh mắt Tiểu Ô Quy lập tức đỏ bừng lên, quả thật nó nhát như cái, từ nhỏ đã như vậy rồi. Các quần tộc ở Đông Hải Cương vực đều biết Long Quy Thánh Tử là hạng người nhát như thỏ đế, rất nhiều kẻ còn lén gọi nó là phế vật ở sau lưng. Hơn nữa ngay cả cha nó cũng từng mắng nó bùn nhão không chát được tường, không xứng làm Long Quy, chỉ có A Tỷ là chưa bao giờ mắng chửi, ngược lại còn thường xuyên khích lệ nó. Lần này đến Đại Hoang tranh đoạt mảnh vỡ Trảm Thiên, thật ra nó cướp lấy cơ hội này để trải nghiệm, rèn luyện lá gan của bản thân, tích góp kinh nghiệm. Nó không muốn bị người ta gọi là phế vật nữa, nó muốn làm một Long Quy Thánh Tử cường đại. Một câu bao cỏ của Diệp Vô Tâm đã kích thích Tiểu Ô Quy sâu sắc. Thấy Diệp Vô Tâm xông về phía Quan Thiên Ngạo, lại nhìn Dương Bách Xuyên bị vây nhốt, tam đại hải yêu sắp tung chiêu hạ gục hắn, ánh mắt Tiểu Ô Quy càng ngày càng đỏ bừng. Lần này tình cờ gặp được Dương Bách Xuyên, hắn cũng là người duy nhất chăm sóc nó như A Tỷ, xem nó như đệ đệ. Mắt thấy Dương Bách Xuyên sắp bị thương nặng, Tiểu Ô Quy đột nhiên thét lớn, ta không phải phế vật. Growl. Sau một tiếng thét dài, toàn thân Tiểu Ô Quy tỏa ra ánh sáng màu xanh mãnh liệt, nháy mắt đã biến thành một con rùa khổng lồ cao 3 mét. Đầu rùa đuôi rồng, trên mai rùa màu xanh sáng lên từng đạo phù văn huyền ảo không ngừng chuyển động như sống lại. Growl một tiếng thét dài hơn cả tiếng của Giao Long Thái Tử, cũng càng giống như tiếng kêu thật của chân long hơn. Một giây sau khi Tiểu Ô Quy biến về bản thể, vèo một cái, vọt thẳng tới quả cầu nước khổng lồ. Tốc độ nhanh như chớp giật, chỉ thấy trên mai rùa không ngừng sáng lên từng đám phù văn huyền ảo. Đây là huyết mạch truyền thừa của Long Quy nhất tộc. Huyết thống càng mạnh, thiên phú càng vượt trội. Rồng sinh 9 con, Long Quy là một trong 9 đứa, tục xưng là nhất mạch. Tổ tiên là thần Long, kế thừa huyết mạch tinh khiết. Đám phù văn huyền ảo trên mai rùa chính là truyền thừa của thần Long. Dưới sự kích thích từ câu phế vật của Diệp Vô Tâm, hay còn nói nhờ lòng cứu giúp đại ca Dương Bách Xuyên, không muốn hắn bị thương, Tiểu Ô Quy đột nhiên bùng nổ, hoàn toàn bộc phát thuộc tính huyết mạch thần Long của nó. Long là một trong những thần thú bá chủ đất trời, sao có thể chấp nhận bị người khác xem như phế vật. Vì vậy, vũ trụ nhỏ của Tiểu Ô Quy bùng nổ rồi. Tiếng rồng vang vọng khắp đất trời kinh động tất cả mọi người. Dương Bách Xuyên ở trong quả cầu nước nhìn thấy ánh sáng màu xanh chợt lóe, Long Quy thật lớn đã xuất hiện ở bên người, tốc độ không khác gì chớp giật. Tiểu Ô Quy. Đại ca ta đến giúp ngươi. Tiểu Ô Quy nói tiếng người, mai rùa tỏa ra ánh sáng sáng màu xanh lóa mắt, phù văn lưu chuyển tạo thành một quả cầu ánh sáng đường kính 3 thước, bao phủ Dương Bách Xuyên và nó bên trong. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, công kích của tam đại hải yêu cũng tới rồi. Ầm ầm, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Dương Bách Xuyên bị hành động của Tiểu Ô Quy làm bối rối nhưng ngay sau đó lại bị công kích của tam đại yêu tu kéo về thực tại. Trong lòng hắn tràn đầy cảm động, hắn và Tiểu Ô Quy làm bạn dọc đường, đã biết tính tình nó nhát như thỏ đế từ lâu. Không nghĩ tới bây giờ vì hắn mà Tiểu Ô Quy bộc phát. Còn nói một câu ấm lòng, đại ca, ta đến giúp ngươi. Nói không cảm động là giả. Trong nháy mắt công kích của tam đại yêu tu đã đến. Đồ long kiếm của Dương Bách Xuyên bỗng vung lên. Phong vân kiếm, tản ra.
Sau khi chiêu thứ hai của toàn phong kiếm kỹ luyện tới đại thành, đây là lần đầu tiên hắn thi triển ra. 900 đường kiếm trong một hơi thở, đây chính là chiêu thứ hai của toàn phong kiếm kỹ, phong vân kiếm. Một kiếm múa ra, lấy hắn và tiểu ô quy làm trung tâm tạo thành hình tròn, kiếm khí không ngừng tản ra. Công kích của tam đại yêu tu cùng cửu bách kiếm khí của Dương Bách Xuyên va chạm với nhau. Tiểu ô quy triển khai phòng ngự, bao phủ Dương Bách Xuyên bên trong kín kẽ. Lúc này Dương Bách Xuyên đang đứng sau lưng tiểu ô quy. Hai bên bùng nổ công kích. Không thể không nói tam đại yêu tu cũng không phải hạng đơn giản, đặc biệt dưới sự hỗ trợ từ nước mưa của Quan Thiên Ngạo Vũ, công kích của bọn họ càng mạnh hơn. Ầm ầm ầm. Từng tiếng nổ vang dội phát ra, chấn động quả cầu nước nổ tung trong nháy mắt. Ngụm long tức của Giao Long Thái Tử va chạm với kiếm khí của Dương Bách Xuyên thì tan thành mây khói, đồng thời còn tạo ra một lỗ thủng. Giao Long Thái Tử nhân cơ hội này gầm lên một tiếng, chui qua lỗ hổng mà đi, đánh thẳng vào lồng phòng ngự của tiểu ô quy. Răng rắc. Từng tiếng thủy tinh vỡ vụn vang lên, lồng phòng ngự của tiểu ô quy vỡ thành từng mảnh nhỏ. Tình hình bên phía Bạch Sa Tướng Quân và Trương Ngư Công Chúa không khác gì Giao Long Thái Tử. Ba người hóa giải kiếm khí của Dương Bách Xuyên gần như cùng một lúc, sau đó va chạm với phòng ngự của tiểu ô quy, trong nháy mắt, lồng phòng ngự của tiểu ô quy bị tam đại yêu tu liên hợp phá hủy. Rào. Phòng ngự bị nghiền nát, tiểu ô quy kêu lên đầy đau đớn. Dương Bách Xuyên đứng trên lưng tiểu ô quy, cự kiếm chớp lóe ánh sáng, bốn đóa hắc liên thành hình bay ra ngoài, tất nhiên hắn sẽ không trơ mắt đứng nhìn tam đại hải yêu xông lên lần nữa. Nổ cho ta. Trong tiếng hét giận dữ, từng đóa hắc liên nổ tung, kiếm khí tỏa ra càn quét bốn phía xung quanh. Tam đại yêu tu đang ở gần Dương Bách Xuyên và tiểu ô quy đều sợ hãi đến mức thay đổi sắc mặt. Trước đó bọn họ từng chịu thiệt dưới hắc liên kiếm khí của Dương Bách Xuyên, để lại bóng ma trong lòng, giờ muốn lui cũng không còn kịp. Từng người bày ra hết vốn liếng của mình để chống đỡ, yêu khí bao phủ toàn thân ngăn cản kiếm khí của Dương Bách Xuyên. Gào gào. Ếch ếch. PP. Một giây sau tam đại hải yêu đau đớn bay ngược ra ngoài, bản thể khổng lồ nặng nề ngã xuống đất. Vảy giáp trên người Giao Long Thái Tử bong chóc từng mảng lớn, máu chảy tràn lan như suối. Thân hình khổng lồ của Bạch Sa Tướng Quân chẳng chịt vết thương dài khoảng 1 mét, nằm trên mặt đất rên ư ử. Ba căn xúc tu bản mệnh của Trương Ngư Công Chúa cũng bị cắt đứt thành mấy chục đoạn. Lúc này đây tam đại hải yêu xem như đều bị tổn thương nguyên khí, công kích cả ba thả ra lúc trước, long tức của Giao Long Thái Tử, ngân quang của Bạch Sa Tướng Quân và xúc tu bản mệnh của Trương Ngư Công Chúa đều bị một chiêu phong vân kiếm của Dương Bách Xuyên nghiền nát. 900 nhát kiếm trong một hơi thở không phải chuyện đùa. Hơn nữa một kích cuối cùng của Hắc Liên kiếm trận, kiếm khí bộc phát từ bốn đóa Hắc Liên không lấy mạng bọn họ đã xem như may mắn lắm rồi. Mặt khác, Dương Bách Xuyên và Tiểu Ô Quy cũng không chiếm được lợi lộc gì. Đầu tiên nói đến Tiểu Ô Quy, bị một câu phế vật của Diệp Vô Tâm kích thích, bùng nổ thoáng cái vọt tới trước mặt Dương Bách Xuyên, dùng Thiên Phú Long Quy bản mệnh tạo ra lá chắn phòng ngự. Thế nhưng dưới công kích đồng thời của tam đại yêu tu, lớp phòng ngự vỡ vụn, phù văn trên mai rùa cũng xám xịt, xuất hiện từng vết rạn nhỏ xíu, miệng hộc máu. Mà Dương Bách Xuyên, tuy nói thắng lợi nhưng lại dùng chiêu số giết 1000 kẻ địch nhưng bản thân cũng thiệt hại 800 binh lính. Tam đại hải yêu liều mạng công kích, cũng may có tiểu ô quy đứng ra chống đỡ giúp hắn một phần, trước sau thi triển 3 lần kiếm khí cường đại gần như đã hút khô chân khí trong cơ thể hắn rồi. Hơn nữa lúc trước còn bị tam đại hải yêu công kích, hắn cũng không dễ chịu mấy. Sau khi một kiếm đánh bại tam đại hải yêu, người hắn thoáng lung lay, không nhịn được ngồi xuống lưng tiểu ô quy, lật tay lấy ra 3 viên linh đào nuốt vào bụng bổ sung chân khí, điều dưỡng khí tức hỗn loạn trong đan điền. Hắn biết nguy hiểm vẫn chưa được tiêu trừ, bên cạnh vẫn còn một Quan Thiên Ngạo như hổ rình mồi đây. Cùng lúc đó trong tai truyền đến tiếng kêu đầy đau đớn của Diệp Vô Tâm, Dương Bách Xuyên căng thẳng, khóe mắt liếc thấy cơ thể nàng bay ngược ra ngoài, bị một kích của Quan Thiên Ngạo đánh vào trong góc bãi đá. Ngoan ngoãn chờ ở đó cho bổn thiếu, chờ ta giải quyết tên nhãi Dương Bách Xuyên này xong sẽ tính sổ với ngươi sau. Quan Thiên Ngạo giơ tay đã trấn áp được Diệp Vô Tâm. Dù sao thì Diệp Vô Tâm cũng chỉ là xuất khiếu cảnh,
không phải đối thủ của Quan Thiên Ngạo tu vi đã đạt tới phân thần cảnh. Nàng đi ngăn cản Quan Thiên Ngạo chẳng ăn thua gì, huống chi giờ phút này trên tay hắn ta còn có trận kỳ, hễ là người đứng trong trận luyện thiên đều bị hắn ta điều khiển trận pháp đi công kích. Cho dù có hai Diệp Vô Tâm cũng không phải là đối thủ của Quan Thiên Ngạo. Dương Bách Xuyên mạnh mẽ đứng lên, muốn xông qua nhưng Quan Thiên Ngạo lại vung trận kỳ lên, ngưng tụ màn mưa thứ hai. Chẳng qua phạm vi màn mưa bao phủ càng lớn hơn, chừng 70-80 mét, vây cả tam đại yêu tu vào trong. Sau đó, chỉ nghe Quan Thiên Ngạo điên cuồng cười lớn, tất cả đều tế trận kỳ cho bổn thiếu đi, ha ha. Thấy Quan Thiên Ngạo cười sằng sặc, Dương Bách Xuyên cảm thấy không thích hợp, nói với Tiểu Ô Quy, đi theo ta, chúng ta giết ra ngoài. Hắn vừa nói vừa bay lên khỏi lưng Tiểu Ô Quy, vung cự kiếm chém về phía màn nước, định phá vỡ trận pháp màn nước của Quan Thiên Ngạo. Nhưng mà đúng lúc này, chỉ nghe Quan Thiên Ngạo cười khẩy, ngoan ngoãn chờ bị bổn thiếu luyện hóa đi, muốn đi cũng chậm rồi, hiện tại ngươi đã bị thương, bản thiếu gia cũng hoàn thành luyện hóa bí thuật trận luyện thiên, xem ngươi sẽ chết thế nào đi, ha ha ha. Trong tiếng cười điên cuồng của Quan Thiên Ngạo, trước mắt Dương Bách Xuyên bỗng xuất hiện một bức tường đất trồi lên từ mặt đất, cản đường đi của hắn. Dù muốn hay không, chiêu phong vân kiếm đã chém xuống tường đất. Ầm ầm. Sau một kiếm, Dương Bách Xuyên sửng sốt, không phải bức tường này rắn chắc cỡ nào mà là nó dày vô cùng. Phong nhận kiếm khí cường đại cỡ đó đều không thể đâm xuyên. Hắn vừa sửng sốt mấy giây, cuồng phong đã ập tới sau lưng. Vừa quay đầu lại từng đoạn dây mây đông như kiến cỏ đang lao nhanh về phía hắn, mà trong tường đất không ngừng nhô lên từng mũi gai nhọn lóe sáng. Trong nháy mắt, mưa trên đỉnh đầu hóa thành băng tiễn, dưới chân là hỏa diễm thiêu đốt, trước là dây mây sau là tường đất, thoáng cái đã bao vây hắn kín kẽ. Dương Bách Xuyên hít khí lạnh, hiện tại hắn đã hiểu ra, đây là lực lượng ngũ hành, Quan Thiên Ngạo đã điều động ngũ hành lực trong trận luyện thiên. Hắn vừa nghe Quan Thiên Ngạo nói cái gì mà hoàn thành trận pháp, tế luyện bí pháp đúng không? Kết hợp với thủ đoạn công kích hiện tại, trong lòng Dương Bách Xuyên không nhìn được kinh hãi, chẳng lẽ ngay từ đầu tên này đã lợi dụng tam đại hải yêu, để bọn họ đại chiến với mình còn bản thân hắn ta thì chuẩn bị cho việc tế luyện trận pháp. Nghĩ tới đây, Dương Bách Xuyên vô cùng sốt ruột, đồ long kiếm trên tay tỏa ra kiếm khí ồ ạt, thế nhưng mặc kệ là dây mây, băng tiễn, đều tái tạo lại ngay sau khi bị hủy, nhất thời, hắn bị giam cầm tại chỗ. Lúc này chỉ nghe thấy một tiếng giống giận dữ vang lên, Quan Thiên Ngạo, người đang làm gì đó? Mẹ nó, người không giữ chữ tín. Người sẽ không được chết tử tế. Dương Bách Xuyên chớp mắt, Giao Long Thái Tử, Bạch Sa Tướng Quân và Trương Ngư Công Chúa đang điên cuồng mắng chửi Quan Thiên Ngạo. Tam đại hải yêu cũng bị hắn ta vây nhốt trong trận pháp bằng cách thức tương tự, chẳng qua cả ba đang bị thương nặng, khó thể chống đỡ công kích của lực lượng ngũ hành như dây mây, băng tiễn. Ha ha ha, Quan Thiên Ngạo điên cuồng cười lớn, mắng đi, cứ mắng đi, qua một lát sẽ không còn cơ hội nữa đâu, chỉ là ba tên xúc sinh, cũng xứng để Quan Thiên Ngạo ta giữ chữ tín ư, thật sự cho rằng đồ của tay dễ lấy như vậy à, ha ha ha. Có điều dù sao bản thiếu gia cũng phải cảm ơn các ngươi, nhờ các ngươi kiềm chế Dương Bách Xuyên, diệt trừ một cái gai trong mắt ta, còn có thể thu được ba người các ngươi. À không, là bốn tên mới đúng, dùng máu hải yêu và yêu hồn tế luyện trận kỳ, đến lúc đó vào bí cảnh, để xem có ai là đối thủ của Quan Thiên Ngạo ta, ha ha. Ngươi cho rằng chỉ bằng chừng này lực lượng thì có thể luyện hóa Giao Long ư, nằm mơ. Giao Long Thái Tử giận dữ gầm lên. Cái đuôi không ngừng phá hủy dây mây, băng tiễn ngưng tụ từ lực lượng ngũ hành, nhưng càng hủy lại càng mọc lên, không thấy điểm cuối. Quan Thiên Ngạo cười sằng sặc, tất nhiên trận pháp ngũ hành không có nhiều ảnh hưởng đối với các ngươi, chẳng qua. Cộng với máu thao thiết ở đây thì sao? Ha ha, nhìn bãi đá và bùn đất đỏ tươi này đi, đều bị máu thịt của hung thú thao thiết nhuộm thành đấy. Trải qua vô số năm, cây cỏ bùn đất trong đây đều đã hình thành lực lượng huyết sát cường đại vô cùng. Đừng nói luyện hóa 5 người các ngươi, muốn luyện 50 hay 100 người cũng không thành vấn đề, hiện tại cứ ngoan ngoãn hưởng thụ luyện ngục huyết sát đi, bổn thiếu gia sẽ luyện các ngươi thành huyết thủy rèn 72 trận kỳ luyện thiên của ta, trong này không thể bỏ qua công lao của các ngươi được, ha ha ha. Quan Thiên Ngạo điên cuồng cười lớn, toàn bộ trận pháp đột nhiên xuất hiện từng luồng xương máu dày đặc. Sắc mặt Dương Bách Xuyên vô cùng khó coi,
hắn đã từng cảm nhận huyết sát của Thao Thiết, ít thì còn có thể chống cự được đấy, nhưng nhiều thì. Hôm nay vô số huyết sát bị Quan Thiên Ngạo cố tình tập hợp lại, dùng trận pháp điều khiển, thật sự vô cùng hung hiểm. Tất cả mọi người đều bị Quan Thiên Ngạo vây khốn, sức mạnh ngũ hành vô tận cuồn cuộn không ngừng hủy diệt, biến mũi tên thành dây leo, biến tường thành đất, biến vàng thành đá, biến lửa thành biển. Tuy là trong thời gian ngắn không lấy được mạng, thế nhưng vẫn không thể chịu nổi nổi mà không ngừng tái sinh liên tục. Một thời gian dài, sớm muộn gì cũng sẽ bị hao tổn đến chết. Mấu chốt là không biết Quan Thiên Ngạo đã dùng bí pháp gì để hội tụ Thao Thiết huyết sát vào trận, đây mới là thứ cực kỳ nguy hiểm. Lúc trước, lúc mới bắt đầu tiến vào rừng đá, Dương Bách Xuyên đã phát hiện huyết khí trong rừng đá có thể ảnh hưởng đến tâm thần, có huyết sát cuồn cuộn không ngừng công kích thân thể, lúc ấy còn khiến Ngô Mặc Thu chịu không nổi nên hắn đã thu nàng vào trong không gian bình càn khôn. Một lượng nhỏ lực huyết sát đối với Dương Bách Xuyên không thành vấn đề. Thôi thúc tiên phù trên người hắn vẫn có thể chống cự được, nhưng khi lượng huyết sát đạt tới thực chất hóa thì không ai chịu nổi mà đều bị ảnh hưởng. Sau khi phát ra tràng cười lớn, chỉ thấy Quan Thiên Ngạo đột nhiên ném trận kỳ ở trong tay lên cao, vừa khớp đến vị trí trên đỉnh đầu đám người Dương Bách Xuyên. Ngay lập tức, từng đạo pháp quyết đánh ra từ trận kỳ, trên trận pháp bộc phát ra ánh sáng màu nhũ chiếu rọi xuống, dung hợp với lực huyết sát thành một thể. Mặc dù thoạt nhìn không có thay đổi gì, thế nhưng bao gồm cả Tam Đại Hải Yêu ở bên trong đều hiểu rõ lúc này Quan Thiên Ngạo mới bắt đầu khống chế trận pháp. Giờ phút này, đám người Dương Bách Xuyên bị Quan Thiên Ngạo vây trong cơ thể thủy mạc cầu khoảng 70-80 mét, một bên thì không ngừng phá hủy lực ngũ hành lực, một bên thì chống lại lực công kích của huyết sát cấp thấp. Sau khi Quan Thiên Ngạo ném trận kỳ ném lên đỉnh đầu bọn họ rồi phát ra hào quang, sắc mặt Dương Bách Xuyên thay đổi. Hắn đột nhiên cảm thấy máu tươi trong cơ thể đang vô thức bay ra ngoài dưới sự công kích của huyết sát. Tuy là rất ít nhưng thật sự máu tươi đang chảy mất. Giờ khắc này Dương Bách Xuyên hiểu rõ, bây giờ Quan Thiên Ngạo mới bắt đầu tế luyện trận kỳ, mục đích là muốn luyện hóa máu tươi của 5 người bọn họ để tế kỳ. Lúc đầu thì chậm, nhưng theo đó, chân khí của bọn họ không ngừng tiêu hao mất đi, sớm muộn gì máu tươi cả người sẽ bị luyện hóa sạch sẽ, cuối cùng hóa thành một cỗ thi thể khô. Hắn biết cứ tiếp tục thế này không được, phải nghĩ cách thôi. Mà đúng lúc này, trong đó truyền đến tiếng kêu đau đớn của Giao Long Thái Tử, hải yêu này đã bị thương. Ánh mắt Dương Bách Xuyên đảo qua, phát hiện tình hình của Tam Đại Hải Yêu gần như giống nhau, dưới tình huống bị thương, chúng không ngừng phá hủy lực ngũ hành trong trận pháp, hiện giờ cộng thêm Thao Thiết huyết sát công kích và Quan Thiên Ngạo tế luyện trận kỳ, bên chịu thiệt nhất chính là bọn họ. Thấy vậy, Dương Bách Xuyên đột nhiên nhớ tới Tiểu Ô Quy. Tiểu Ô Quy vì phòng ngự thay hắn mà tay cũng bị thương, hiện giờ Tam Đại Hải Yêu đều bị huyết sát công kích, Tiểu Ô Quy tất nhiên cũng không ngoại lệ, hắn vội vàng quay đầu nhìn về phía Tiểu Ô Quy đang đứng đằng sau cách đó 5 mét. Chỉ thấy Tiểu Ô Quy đã rút thành mai rùa đen, mặc cho băng tiễn, cành cây, hỏa diễm đánh ập trên mai rùa lớn, huyết sát gần như thực chất hóa cũng xâm nhập vào mai rùa nó. Dương Bách Xuyên nhìn thấy rõ ràng, vết nứt trên mai rùa của Tiểu Ô Quy càng ngày càng nhiều, đã kêu rên thảm thiết từ trong mai rùa của nó truyền đến, nghe có vẻ bị thương không nhẹ. Nếu như nói lúc trước tâm tư của hắn đối với Tiểu Ô Quy phần lớn đều là vì lợi ích thì bây giờ trong lòng Dương Bách Xuyên đã chấp nhận Tiểu Ô Quy đơn thuần mà nhát gan này rồi. Toàn phong kiếm. Phụt. Dương Bách Xuyên phun ra một ngụm máu tươi. Đột nhiên thi triển ra nhất kiếm toàn phong kiếm cường đại nhất trong kiếm kỹ toàn phong. Lúc trước hắn bế quan ở không gian hắc ám nhưng vì tu vi không đủ nên không có tu luyện nhất kiếm này, nhưng ở trong đầu diễn luyện tìm hiểu 10 năm, chỉ cần tu vi đạt tới mức nhất định thì vẫn có thể thi triển ra, dù cho vẫn chưa đại thành, uy lực cũng phải cường đại hơn hai kiếm trước. Hiện giờ tu vi của hắn đang là phân thần cảnh sơ kỳ, đương nhiên có thể thi triển ra. Bởi vì chân khí trong cơ thể thi triển có chút miễn cưỡng, bất quá Dương Bách Xuyên không thể trơ mắt nhìn tiểu rùa mất mạng, liều mạng phun ra một ngụm máu huyết thi triển ra một chiêu toàn phong kiếm. Chỗ mà nhát kiếm chém chúng lập tức hình thành ba vòng xoáy kiếm khí. Ầm ầm ầm. Các loại băng tiễn, dây mây do lực ngũ hành biến thành đều lần lượt nát bấy dưới ba vòng xoáy của nhát kiếm này. Băng tiễn biến mất, dây mây nứt thành từng khúc, tường đất sụp đổ, hỏa diễm tản đi. Vật sắc bén phi ra từ trong bùn đất vỡ vụn.
Một con đường mở ra, Dương Bách Xuyên lắc mình trực tiếp xuất hiện bên người Tiểu Ô Quy. Nếu không phải vì liều mạng thi triển một kiếm này, hắn cũng bị nhốt tại chỗ không qua được. Trong lúc giơ tay lên, thần thông thủ cốt xuất hiện, Dương Bách Xuyên miễn cưỡng xé nát dây mây vây quanh người Tiểu Ô Quy. Sau đó vung kiếm đồ long trong tay ra rồi hét lên, kiếm trận Hắc Liên, bắt đầu. Bốn đóa Hắc Liên xuất hiện xung quanh hắn và Tiểu Ô Quy, hình thành kiếm trận tứ tượng. Phương pháp kiếm trận bậc này được xem như hắn tự tạo thành, công kích không vào được, còn có thể hình thành kiếm trận phòng ngự. Đương nhiên sau khi kiếm trận Hắc Liên hình thành, hết thảy trở ngại đều bị chặn ở bên ngoài, hắn và Tiểu Ô Quy tạm thời an toàn. Thế nhưng, muốn duy trì kiếm trận cần ý niệm thần hồn mạnh mẽ và rất nhiều chân khí của hắn, lúc này Dương Bách Xuyên thi triển ra hai kiếm lần nữa, đan điền của hắn thật sự đến mức dầu cạn đèn tắt rồi. Nhưng hắn muốn duy trì kiếm trận Hắc Liên thì chỉ có thể liều mạng kiên trì. Trong lòng khẽ động, từng viên linh đào trong không gian bình càn khôn tiến vào trong miệng, hiện giờ hắn rất cần dùng linh đào để bổ sung chân khí trong cơ thể. May mà trên người hắn vẫn còn linh đào, chỉ cần có thời gian là hắn có thể khôi phục chân khí trong cơ thể và ổn định kiếm trận Hắc Liên. Vốn dĩ Dương Bách Xuyên muốn trực tiếp thu Tiểu Ô Quy vào không gian bình càn khôn, thế nhưng thời gian không cho phép. Chỉ có thể ăn linh đào để bổ sung chân khí trong cơ thể trước, chỉ cần cho hắn thời gian khôi phục chân khí trong cơ thể thì hắn sẽ có sức đánh một trận. Nếu thật sự không được thì mạo hiểm tiến vào bình càn khôn. Nhưng đó chỉ là tình huống xấu nhất, tu sĩ ở Sơn Hải giới rất đông, hắn không dám công khai rút lui tiến vào bình càn khôn. Bởi vì nếu người chủ nhân là hắn tiến vào bình càn khôn, bản thể của bình càn khôn sẽ bại lộ ra bên ngoài. Ngộ nhớ bị Quan Thiên Ngạo lấy mất thì hỏng bét, bình càn khôn không chỉ là bí mật lớn nhất của hắn, bên trong đó còn chứa thần hồn của sư phụ, tóm lại không tình trạng phải chết thì Dương Bách Xuyên sẽ không mạo hiểm tiến vào bình càn khôn. Tất nhiên, sau khi bình ổn lại, vẫn có thể thu Tiểu Ô Quy đáng thương vào đó. Lúc này, vết nứt trên mai rùa của Tiểu Ô Quy đã đầy giấy, khí tức cũng yếu đi rất nhiều. Dương Bách Xuyên nuốt linh đào với tốc độ rất nhanh rồi hấp thụ. Thế nhưng công kích từ huyết sát và lực ngũ hành bên ngoài kiếm trận Hắc Liên lại càng nhanh hơn. Hắn vì duy trì kiếm trận Hắc Liên mà đã tiêu hao rất nhiều chân khí và thần hồn. Ngay lúc này làm cho hắn đau khổ không thể tả. Không ngờ luyện thiên trận của Quan Thiên Ngạo lại kinh khủng như thế, theo thời gian trôi qua, lực huyết sát tràn vào càng ngày càng kinh khủng, sương mù gần như đã hóa thành bản chất rồi. Lực lượng thao thiết huyết sát càng lớn, thì đương nhiên mấy người trong trận pháp sẽ bị thương càng nhiều. Tinh thần và thân thể trải qua hai lần công kích. Dương Bách Xuyên còn tốt vì có kiếm trận Hắc Liên chống đỡ, còn có linh đào bổ sung chân khí nên không bị ảnh hưởng bao nhiêu. Mà Tam Đại Hải Yêu thì không may mắn như vậy, bản thân đã bị Dương Bách Xuyên đánh trọng thương, hiện giờ ở trong luyện thiên trận của Quan Thiên Ngạo gần như đã thành cá nằm trên thớt. Theo sự tăng lên cực nhanh của huyết sát cùng với lực ngũ hành không ngừng phá hủy biến thành công kích bọn họ, khiến bọn họ như dầu cạn đèn tắt rồi. Yêu tộc cũng không có thiên phú tu luyện hóa thân như nhân tộc, thời điểm mấu chốt có thể hy sinh phân thân để bảo toàn mạng sống. Ngay sau đó, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, a a. Dương Bách Xuyên ở trong kiếm trận Hắc Liên nhìn lại là Trương Ngư công chúa mà Tiểu Ô Quy từng nhắc tới, cuối cùng cũng ngã xuống. Thân thể khổng lồ trong nháy mắt bị băng tiễn và dây mây đâm thủng. Ngay sau đó huyết sát cuốn nàng ta đi, trong nháy mắt, thân hình khổng lồ của Trương Ngư công chúa hóa thành một đống xương vụn. Cũng là bị lực huyết sát hút khô máu tươi trong người, hoặc có thể nói là bị Quan Thiên Ngạo khống chế trận kỳ hút khô máu tươi để luyện hóa, Dương Bách Xuyên thấy rõ ràng từng cỗ huyết sắc của từng người chui vào trong trận kỳ trên không. Ngay sau đó là Đại Bạch Sa và Giao Long Thái Tử. Lần lượt đều hóa thành một đống xương vụn giống như Trương Ngư công chúa. Sự khác biệt là trước khi chết, người chết sau thét dài một tiếng hối hận và không cam lòng. Đến lúc này Tam Đại Hải Yêu có thể so sánh với phân thần cảnh sơ kỳ đã ngã xuống. Dương Bách Xuyên không hề có chút đồng cảm với bọn họ, ánh mắt có chút lặng lẽ, con đường tu chân luân chuyển theo ý trời, e rằng lúc ba người bọn họ hợp tác với Quan Thiên Ngạo đến chặn giết mình thì có lẽ đã định trước kết cục như bây giờ. Chỉ là bọn họ có thể không ngờ tới, bọn họ hợp tác với Quan Thiên Ngạo nhưng cuối cùng lại bị Quan Thiên Ngạo lừa gạt. Điều này không phải là nói Hải Yêu ngu xuẩn,
chỉ có thể nói trong mắt ba hải yêu, thực lực của bọn họ cường đại nên cũng không nghĩ tới Quan Thiên Ngạo có thể làm gì được bọn họ. Sự thật chứng minh Quan Thiên Ngạo không phải là một tu nhị đại không có đầu óc, trái lại là long dạ của người này làm cho người ta sợ hãi. Đây là nhận thức mới trong Long Dương Bách Xuyên đối với Quan Thiên Ngạo. Sau khi ba đầu hải yêu bị luyện hóa, trong đầu Dương Bách Xuyên có chút phiền não, hắn có thể cảm giác được Quan Thiên Ngạo khống chế luyện thiên trận càng ngày càng cường đại, quan trọng nhất là linh đào trong không gian bình càn khôn của hắn không nhiều lắm. Cứ tiếp tục như thế thì tiếp theo chính là hắn và Tiểu Ô Quy. Trong lòng Dương Bách Xuyên, nếu thật sự không ổn thì trốn vào không gian bình càn khôn rồi nghĩ cách thôi. Cũng không thể bị Quan Thiên Ngạo đưa vào tế trận kỳ được. Ha ha, Dương Bách Xuyên, bổn thiếu xem ngươi có thể kiên trì được bao lâu, chúng ta cứ từ từ chơi đùa, xem bổn thiếu chơi đùa chết ngươi như thế nào. Tiếng cười lớn càn rỡ của Quan Thiên Ngạo truyền ra thật xa. Dương Bách Xuyên vừa mới nhíu mày, nhưng ngay lúc này, một giọng nói lạnh lùng tràn ngập sát ý vang vọng phía chân trời. Dám động đến chủ nhân của ta, Hầu Đậu Đậu ta sẽ giết chết ngươi trước. Giọng nói này vang vọng khắp chân trời, nghe có vẻ là cách đây trăm thước, nhưng lọt vào tai Dương Bách Xuyên cũng khiến cả người hắn chấn động, buột miệng nói, Hầu Đậu Đậu. Trong đầu hắn hiện lên con khỉ nhỏ lông vàng năm đó cưỡi trên vai mình, cả ngày ở Vân Môn gây chuyện thị phi với chồn nhỏ, vành mắt Dương Bách Xuyên đỏ lên. Sắc mặt Quan Thiên Ngạo biến đổi, nghe giọng nói này hình như là từ cách đây mấy trăm thước đang chạy đến. Hơn nữa trong câu nói dường như có nói Dương Bách Xuyên là chủ nhân của hắn. Sao có thể như thế được? Dương Bách Xuyên rõ ràng chỉ có một mình, từ lúc nào lại có đồng bọn chứ? Sắc mặt Quan Thiên Ngạo lúc trắng lúc xanh một hồi, nhưng nghĩ ngay đến hiện giờ hắn ta đang ở luyện thiên trận, cho dù Dương Bách Xuyên có trợ thủ đến đây thì có thể làm gì? Có thể phá vỡ luyện thiên trận của hắn ta sao? Phải biết rằng, luyện thiên trận chính là đại trận do 72 kiện linh bảo tiên thiên tạo thành, còn là chí bảo trấn phái của Bổ Thiên Cung, ai có thể phá chứ? Dương Bách Xuyên nghe tiếng bạo giống của Hầu Đậu Đậu, tinh thần lập tức chấn động, bởi vì hắn biết năm đó Hầu Đậu Đậu đã được đại ca kết bái là Bạch Khởi đón đi, nói Hầu Đậu Đậu chính là thái tử của cả tộc Viên Hầu, muốn đón Hầu Đậu Đậu đi kế thừa truyền thừa của Viên tộc. Cụ thể là truyền thừa gì thì Dương Bách Xuyên không rõ lắm. Chỉ biết là truyền thừa do Thông Bích Viên Hầu để lại. Từ đó đến giờ, hắn đã xa cách Hầu Đậu Đậu hơn trăm năm rồi, cũng không biết con khỉ nhỏ năm đó đã trưởng thành chưa. Mặc kệ Hầu Đậu Đậu có trưởng thành hay chưa, Dương Bách Xuyên biết nó có hy vọng đột phá hơn nữa, và lại không biết Hầu Đậu Đậu có thủ đoạn nào giúp bản thân hắn thoát khỏi nguy khốn không. Chỉ với thân phận thái tử của tộc Viên Hầu chắc chắn bên người không thể thiếu cao thủ, có sự giúp đỡ từ bên ngoài. Dương Bách Xuyên sẽ có hy vọng thoát khỏi nguy khốn. Một ánh vàng cầu vồng rực rỡ từ chân trời mà đến, theo sát đằng sau là 6-7 đạo quang trụ đủ màu sắc, yêu khí ngút trời, bay tới trong chớp mắt, rơi vào luyện thiên trận bao phủ xung quanh rừng đá. Kim quang biến mất, toàn thân lông vàng của con khỉ xuất hiện, hình thể giống như người bình thường, chiều cao 1m8, đứng thẳng trên rừng đá, điều khác với người khác chính là toàn thân con khỉ này từ đầu đến chân đều mọc lông màu vàng. Đương nhiên góc cạnh trên mặt vẫn có thể thấy được mặt người. Bên kia, một ngón tay nhắc nhở một con vượn lông trắng Viên Hầu cao hơn 3 thước đứng thẳng, theo sau là một con gấu hình người đen thui đứng đó, sau đó là một người thân người đầu báo, một người là đầu hổ, một thiếu niên anh tuấn có mái tóc dài màu xanh, còn có một đại hán trên cánh tay trần phủ đầy vải giáp, tính cả Hầu Đậu Đậu tổng cộng có 7 người. Có thể đều là yêu tộc ở Đại Hoang, một số thì biến hóa hoàn toàn. Còn một số vẫn chưa biến hóa. Dương Bách Xuyên nhìn con khỉ kia lại nhìn qua vượn trắng, ánh mắt đỏ bừng. Vượn trắng chính là đại ca kết bái của hắn Bạch Khởi, hơn 100 năm không gặp mặt cũng không có thay đổi gì, liếc mắt một cái đã nhận ra. Con khỉ hình người kia, Dương Bách Xuyên xác định chắc chắn là Hầu Đậu Đậu, tuy là hình dáng thay đổi rất nhiều, nhưng năm đó hắn từng huyết tế khế ước với Hầu Đậu Đậu. Trong cảm giác, khí tức quen thuộc chứng minh con khỉ màu vàng chính là Hầu Đậu Đậu. Chủ nhân, Hầu Đậu Đậu tới rồi. Hầu Đậu Đậu giờ đã thoát thành đại yêu của một phương đại hoang, nghẹn ngào nói với Dương Bách Xuyên đang ở trong trận pháp. Thiên đệ, đừng sợ, vi huynh đến giúp đệ thoát khỏi nguy hiểm. Bạch Khởi nhìn thấy Dương Bách Xuyên cũng kích động không thôi. Hầu Đậu Đậu, đến thật đúng lúc, Dương Bách Xuyên nở nụ cười, mắt rưng rưng nước mắt.
tuy là Hầu Đậu Đậu vẫn gọi hắn là chủ nhân, nhưng từ trước đến giờ hắn chưa từng coi Hầu Đậu Đậu và chồn nhỏ Hương Hương là linh sủng, nhiều lúc Dương Bách Xuyên vẫn coi Hầu Đậu Đậu và chồn nhỏ chính là thân nhân của mình. Đại ca, thứ cho ta không thể chào hỏi, chờ sau khi thoát khỏi cảnh nguy trở về, huynh đệ ta nâng ly hàn huyên. Dương Bách Xuyên nói chuyện với Bạch Khởi. Trong tay hắn vẫn khống chế kiếm trận Hắc Liên để ngăn cản công kích từ lực ngũ hành và lực huyết sát của Quan Thiên Ngạo, vốn dĩ linh đào trong bình càn khôn của hắn cũng không nhiều, hắn nghĩ chống cự đem lát nữa nếu không ổn sẽ tiến vào không gian bình càn khôn, không ngờ Hầu Đậu Đậu và đại ca Bạch Khởi lại xuất hiện. Lúc trước khi tiến vào rừng đá, nguyên thần của hắn đã từng có cảm ứng khác thường, chỉ là rất yếu ớt, hắn đã nghĩ tới là Hầu Đậu Đậu hoặc là chồn nhỏ có thể xuất hiện trong bí cảnh thao thiết, nhưng cảm ứng không rõ ràng, hiện giờ lại là Hầu Đậu Đậu xuất hiện. Bất kể là chồn nhỏ hay là Hầu Đậu Đậu đều có cảm ứng với nguyên thần của hắn, chỉ cần chưa chết, bất cứ lúc nào gặp nhau ở khoảng cách khá gần đều có thể cảm ứng được đối phương. Hiền đệ, kiên trì thêm một lát, ta và thái tử sẽ đập nát cái mai rùa này cứu đệ đi ra, giọng nói của vượn trắng Bạch Khởi vang vọng. Mà lúc này, Quan Thiên Ngạo ở trong luyện thiên trận cười lạnh nói, luyện thiên trận của ta là kết giới của Bổ Thiên Cung, chỉ với một yêu tộc xúc sinh như ngươi mà có thể phá ư. Thật nực cười. Hắn ta lại nhìn Dương Bách Xuyên rồi nói, Dương Bách Xuyên, ngươi quả nhiên không phải loại người lương thiện gì, dám cấu kết với yêu tộc, đáng chết. Dương Bách Xuyên nghe Quan Thiên Ngạo nói chuyện giận quá thành cười, sát ý trong lòng bạo phát, dám sỉ nhục đại ca kết bái Bạch Khởi thì không thể tha thứ. Ta cấu kết với yêu tộc thì sao? Ăn hết của nhà ngươi à? Ai có thể ngờ đường đường là thiếu cung chủ chính đạo đứng đầu Bổ Thiên Cung lại tu luyện ma công? Mẹ nó, ai có thể ngờ ngươi đặc biệt cũng không phải hải yêu truyền thống mà đến giết ta? Ngươi, Quan Thiên Ngạo giận dữ. Có phải ngươi muốn hỏi tại sao ta biết ngươi tu luyện ma công không? Dương Bách Xuyên cười lạnh nói, đừng tưởng chỉ có ngươi thông minh, để lại ma khí trên người ta thì cho rằng có thể tìm được ta để giết sao? Đáng tiếc, tên lâu mãn rác rưởi mà ngươi phái đã bị ta giết rồi, sau đó lại cấu kết với hải yêu dùng Diệp Vô Tâm dẫn ta vào trận, nói cho ngươi biết, không phải ngươi thông minh mà là tiểu gia tự mình cảm ứng được ma khí của ngươi để lại mới tìm tới đây, vẫn tự cho mình là thông minh à? Dương Bách Xuyên nói đến đây, sát ý toàn thân tràn ngập, đột nhiên giận dữ quát, bây giờ tất cả sẽ kết thúc, tiểu gia tiễn ngươi lên đường. Lạnh lùng nói xong, Dương Bách Xuyên nhìn về phía Hầu Đậu Đậu và Bạch Khởi rồi nói, đại ca, Hầu Đậu Đậu, giúp ta một tay đi. Mai tỷ, hỗ trợ Dương Bách Xuyên lại giống lớn lên, trong lòng hắn khẽ động, triệu hồi Mai tỷ vẫn luôn sống ở Hồ Long Cung của cá rồng trong không gian bình càn khôn ra. Sau khi Hầu Đậu Đậu và đại ca kết bái Bạch Khởi xuất hiện, Dương Bách Xuyên lập tức nghĩ đến kế sách nội ứng ngoại hợp để phá vỡ luyện thiên trận. Vốn dĩ muốn để cho Ngô Mặc Thu đi ra hỗ trợ, nhưng sau khi ý thức tiến vào không gian bình càn khôn mới phát hiện Mai tỷ đang nói chuyện với Ngô Mặc Thu. Cho nên hắn mới nhờ Mai tỷ hỗ trợ, hơn trăm năm trôi qua, hắn cũng không biết tu vi hiện tại của Mai tỷ là gì, nhưng ở Hồ Long Cung trong không gian bình càn khôn, Mai tỷ chưa bao giờ ngừng tu luyện. Hắn bế quan trăm năm cũng chưa từng gặp mặt Mai tỷ, trăm năm trôi qua, hôm nay ý thức tiến vào bình càn khôn thì phát hiện Mai tỷ đã hoàn toàn biến hình, cởi bỏ đuôi cá. Trong giây phút sau khi liên lạc được, Mai tỷ cũng đề nghị nàng có thể giúp đỡ. Dương Bách Xuyên nghĩ lại rồi triệu hồi Mai tỷ và Ngô Mặc Thu ra, dặn dò Ngô Mặc Thu ẩn thân đi cứu Ngô Mặc Hạ đã bị Quan Thiên Ngạo đánh ngất xỉu. Cùng lúc Dương Bách Xuyên dứt lời, ở ngoài luyện thiên trận, Hầu Đậu Đậu hướng thẳng lên trời giống lên, gào. Tiếng gầm xuyên thủng tầng mây, chỉ thấy toàn thân Hầu Đậu Đậu bộc phát tinh quang, thân thể đón gió dương lên, trong nháy mắt hóa thành một con quái vật khổng lồ cao chừng 9 trượng. Dương Bách Xuyên nhìn thấy, trong đầu hiện lên nhân vật chính của một bộ phim nước ngoài Kim Cương. Trong tiếng thét dài đâm thủng tầng trời của Hầu Đậu Đậu, miệng nó mở ra có thể nhìn thấy răng nanh sắc bén. Trong hai tròng mắt có phủ văn màu vàng lóe lên. Gào. Trong tiếng gầm giận dữ, chỉ thấy Hầu Đậu Đậu nâng nắm tay thật lớn như cối xay lên, đột nhiên nện xuống kết giới luyện thiên trận. Nhưng mà ở trong mắt Dương Bách Xuyên lại lóe lên vẻ kinh dị, hắn thấy được dấu vết lao nguyệt thủ của thần thông thủ cốt từ trên nắm đấm của Hầu Đậu Đậu khiến hắn vô cùng khiếp sợ. Giờ phút này Hầu Đậu Đậu ra tay làm cho Dương Bách Xuyên có một loại ảo giác, hình như
nắm đầu mà Hầu Đậu Đậu xuất ra mới là thần thông lao nguyệt thủ thật sự của Thông Bích Viên Hầu. Mà cái hắn tu luyện chỉ là bản hàng nhái. Hắn lập tức nghĩ đến điều mà sư phụ Vân Thiên Tà đã từng nói trước kia, Hầu Đậu Đậu chính là huyết mạch hậu duệ của Thông Bích Viên Hầu nên cũng bình thường trở lại, cộng thêm năm đó Bạch Khởi nói mang Hầu Đậu Đậu đi sẽ làm mất đi thánh địa viên tộc của bọn họ và chấp nhận truyền thừa Thông Bích Viên Hầu Vương. Nếu như Hầu Đậu Đậu có thể thi triển ra thần thông Thông Bích Viên Hầu cũng không kỳ lạ chút nào, bây giờ thoạt nhìn Hầu Đậu Đậu thật sự đã không còn là con khỉ nhỏ năm đó nữa. Nó đã trưởng thành rồi. Chỉ cần một quyền uy lực này, ở trong mắt Dương Bách Xuyên cũng đủ so ngang với thực lực của tu sĩ phân thần cảnh sơ kỳ. Gào gào gào. Ngay sau đó là Bạch Khởi và vài tên yêu tộc vây quanh bốn phía của luyện thiên trận, đứng xung quanh lần lượt ra tay công kích kết giới trận pháp luyện thiên. Rõ ràng là mấy đại yêu tu và Hầu Đậu Đậu đã đi cùng nhau, Hầu Đậu Đậu ra tay thì bọn họ cũng không nhàn rỗi. Chỉ cần nhìn một đòn này, có thể phá vỡ trận pháp luyện thiên trận trấn phái của Bổ Thiên Cung hay không? Mà trong trận, sau khi Dương Bách Xuyên triệu hồi Mai Tỷ và Ngô Mặc Thu, ngay lập tức có tiếng rồng ngâm vang vọng khắp chân trời. Hào quang màu tử kim chói mắt bên người Dương Bách Xuyên phát ra, trong nháy mắt một con kim long bốn chân thân hình dài 8-9 thước xuất hiện, lượn lờ vòng quanh người Dương Bách Xuyên. Một cỗ áp lực từ trên người kim long tỏa ra, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ trận pháp, huyết sát khí xa xa không ngừng tản ra phía sau. Lần này không chỉ có Dương Bách Xuyên bày ra vẻ mặt khiếp sợ mà mấy yêu tộc ngoài trận cũng run rẩy cả người. Quan Thiên Ngạo đang khống chế luyện thiên trận còn giật mình hơn, hắn ta nhìn kim long vây quanh Dương Bách Xuyên thì trợn mắt há hốc mồm, tràn đầy vẻ không thể tin. Trước mắt xuất hiện một con rồng thật sự, là một con kim long bốn chân màu vàng rực rỡ. Chân long trong lịch sử Sơn Hải giới đã bị diệt sạch từ lâu bây giờ lại xuất hiện ư? Trong lòng Quan Thiên Ngạo bắt đầu điên cuồng nhảy dựng lên. Dương Bách Xuyên cũng ngây người, Mai Tỷ có thể bước lên con đường tu đạo có thể nói là cơ duyên trùng hợp, hoặc nói công lao của Bình Càn Khôn. Năm đó ở đảo Hồng Kông bị người nhà họ Hồng làm nổ đường hầm, giây phút cuối cùng hắn đã vào trong Bình Càn Khôn, còn Mai Tỷ lại trơ mắt hóa thành bột, nhưng tình hình sau đó là linh hồn của Mai Tỷ được Bình Càn Khôn hút vào không gian Bình Càn Khôn nhập lên người cá rồng. Có thêm một giọt nước sinh mệnh của hắn mà mở ra con đường cá rồng tiến hóa. Mãi đến sau này Bình Càn Khôn thăng cấp, Mai Tỷ hóa hình, Dương Bách Xuyên mới biết tất cả những điều này. Nhưng ban đầu Mai Tỷ chưa hoàn thành hóa hình, vẫn giữ lại đuôi cá, thời gian trăm năm trôi qua, hôm nay gặp lại, triệu hóa nàng ấy ra ngoài, không ngờ đã tiến hóa thành chân long rồi. Chấn động này ở trong lòng Dương Bách Xuyên không kém hơn bất cứ ai. Lúc lấy lại tinh thần, hắn biết Mai Tỷ có thể hóa thân chân long rất có thể là công lao của Bình Càn Khôn. Cũng chỉ có Bình Càn Khôn vô cùng thần bí mới có thể khiến một con cá rồng hóa thân thành chân long. Ngoài điều này ra, Dương Bách Xuyên không tin Mai Tỷ ở thân thể cá rồng sơ khai lại có thể hóa rồng trong thời gian hơn trăm năm ngắn ngủi. Điều này ngay cả Hạ Lộ là cá rồng cũng không làm được, Hạ Lộ tu luyện bao lâu rồi? Từ năm đó quen biết ở địa cầu. Hạ Lộ đã là tồn tại sơ khai hóa hình mấy trăm năm rồi, bây giờ Hạ Lộ cũng mới hóa hình hoàn chỉnh. Nhưng Mai Tỷ thì khác, hơn trăm năm ngắn ngủi ở trong không gian Bình Càn Khôn vậy mà đã tiến hóa thành chân long. Hơn nữa còn là kim long huyết mạch cao quý nhất trong long tộc. Nếu như không phải ảnh hưởng của Bình Càn Khôn, đánh chết Dương Bách Xuyên cũng không tin. Có điều, những điều này bây giờ không quan trọng, quan trọng là Mai Tỷ hóa rồng ra ngoài giúp đỡ hắn. Đây mới là trọng điểm. Sau khi Mai Tỷ xuất hiện, trong lòng Dương Bách Xuyên chợt động trực tiếp dẫn nổ kiếm trận Hắc Liên. Ầm ầm ầm. Trong tiếng đinh tai nhức óc, kiếm trận Hắc Liên biến thành kiếm trận mạnh mẽ, lấy hắn làm trung tâm lan ra ngoài, dây mây, băng tiễn hỏa diễm gì đó, trong nháy mắt đều bị phá hủy. Grao. Kim Long Mai Tỷ quấn quanh người Dương Bách Xuyên rít dài rồi bay lên trời, giơ một vuốt lên. Trực tiếp nghiền nát thủy mạc cầu bao phủ 7-80 mét quanh người Dương Bách Xuyên. Bây giờ chỉ còn lại kết giới trận pháp của luyện thiên trận ở bên ngoài. Cùng lúc này Hầu Đậu Đậu kết hợp với mấy đại yêu tu công kích đánh lên kết giới. Ầm 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 ầm. Trong cả luyện thiên trận đều run rẩy, ánh sáng kết giới lấp lóe. Thế nhưng dưới một đợt công kích của đám Hầu Đậu Đậu vậy mà chỉ khiến kết giới méo mó chút,
không hề có dấu hiệu tan vỡ. Ở trong trận, ban đầu Quan Thiên Ngạo bị hóa hình chân long của Mai Tỷ và khí thế của mấy người hầu Đậu Đậu làm cho kinh ngạc đến ngây người, nhưng qua một lúc, hắn ta lại đắc ý bật cười, trận pháp trấn phái của Bổ Thiên Cung ta đâu phải thứ mấy yêu nghiệt các ngươi có thể phá. Nằm mơ. Ngay sau đó vẻ mặt hắn ta u ám nhìn Dương Bách Xuyên và chân long lượn vòng, Quan Thiên Ngạo phát cáu, hắn ta không để ý kết giới trận pháp bên ngoài nữa, nhưng Dương Bách Xuyên trong trận pháp thì hắn ta nhất định phải giết chết. Mặc dù xuất hiện một chân long hoàng kim, nhưng vừa nãy trận kỳ luyện hóa của hắn ta đã hấp thụ tinh huyết của Tam Đại Hải Yêu, vẫn mạnh mẽ hơn một bậc, cộng thêm theo thời gian trôi qua, trong trận đã hấp thụ lượng lớn lực thao thiết huyết sát, đã đạt đến mức hóa thực. Trận kỳ luyện thiên không phải vật tầm thường, hắn ta có lòng tin luyện hóa Dương Bách Xuyên và chân long đến chết. Nghĩ tới có thể luyện hóa một chân long trong trận kỳ, cả người Quan Thiên Ngạo không khỏi phát run, hắn ta đang kích động. Uy lực của trận kỳ luyện thiên sẽ xảy ra thay đổi lớn long trời lở đất. Nghĩ đến đây, Quan Thiên Ngạo chợt bay lên, trực tiếp tới trước trận kỳ ở giữa không trung, phun một ngụm máu tươi lên trận kỳ. Trận kỳ nho nhỏ phút chốc biến lớn, hóa thành một đại kỳ chín trượng, che khuất bầu trời. Huyết quang trỗi dậy. Thấy Quan Thiên Ngạo như vậy, trong lòng Dương Bách Xuyên cũng cả kinh, mặc dù không biết Quan Thiên Ngạo muốn làm gì, nhưng nghĩ chắc chắn không phải chuyện tốt, sau đó hắn vội vàng nói Thu Nhi, muội đi cứu Diệp Vô Tâm. Bây giờ thủy mạc khổng lồ bao phủ bị Mai Tỷ đánh tan, Ngô Mặc Thu có thể ra ngoài xem Diệp Vô Tâm rồi. Mai Tỷ, những huyết sát xung kích này giao cho chị. Dương Bách Xuyên dặn dò một câu. Bình Càn Khôn còn lại 6 quả linh đào, trong lòng hắn chợt động một hơi nuốt cả 6 quả linh đào, bây giờ hắn có Mai Tỷ ở đây, không cần duy trì kiếm trận, chống đỡ công kích của huyết sát và lực ngũ hành, chỉ cần bổ sung một số chân khí là có thể phối hợp hầu Đậu Đậu và mấy đại yêu tu đại ca kết nghĩa Bạch Khởi trong ứng ngoại công, phá vỡ kết giới trận pháp của luyện thiên trận. Lúc này toàn thân Mai Tỷ tỏa muôn vàn kim quang, tạo thành một vùng bao vây 30 mét, cho dù là roi mây hay băng tiễn do huyết sát hay là lực ngũ hành biến thành đều bị ngăn cách bên ngoài kim quang. Hơn nữa lúc Dương Bách Xuyên dứt lời, chân long Mai Tỷ biến ra sông lên trời lao thẳng về phía Quan Thiên Ngạo giữa không trung, muốn xử lý Quan Thiên Ngạo. Có điều đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Áo. Gừ. Rào. Ba tiếng giống dài vang dội chân trời. Dương Bách Xuyên ngồi yên tại chỗ luyện hóa linh đào, nghe âm thanh hơi quen thuộc thì vô thức ngẩng đầu lên nhìn, lông mày lập tức cau lại, trong lòng khiếp sợ. Chẳng trách lại quen thuộc, đó là Giao Long Thái Tử, Đại Bạch Sa, Trương Ngư Công Chúa lại bay ra từ trong trận kỳ, vẫn là bản thể to lớn. Rõ ràng lúc trước thấy Tam Đại Hải Yêu bị Quan Thiên Ngạo luyện hóa rồi, bây giờ lại chui ra từ trong trận kỳ lần nữa. Là yêu hồn. Nháy mắt Dương Bách Xuyên đã xác nhận Tam Đại Hải Yêu chính là yêu hồn, không phải thân xác thật sự. Lúc này khí tức của Tam Đại Hải Yêu đều đã thay đổi, tản ra khí tức cuồng bạo. Dương Bách Xuyên biết có lẽ Tam Đại Hải Yêu đã không còn là Hải Yêu lúc trước, mà sau khi bị trận kỳ của Quan Thiên Ngạo luyện hóa, đã biến thành linh hồn trận kỳ bị trận kỳ khống chế hoặc nói là bị Quan Thiên Ngạo khống chế. Hồn của Tam Đại Hải Yêu xuất hiện từ trận kỳ khổng lồ đã khác hoàn toàn lúc trước. Cho dù là trạng thái yêu hồn, nhưng Dương Bách Xuyên vẫn cảm nhận được sự mạnh mẽ của Tam Đại Hải Yêu, chỉ riêng khí tức đã mạnh hơn lúc trước. Ngay sau đó nghe thấy Quan Thiên Ngạo lẩm bẩm, từng âm phù khó hiểu truyền ra từ trong miệng hắn ta, lúc phung thủ quyết ba quang trụ đã đánh lên người Tam Đại yêu hồn, sau đó huyết sát khí chướng to hóa thực trong luyện thiên trận ùn ùn chui vào trong yêu hồn của Tam Đại Hải Yêu. Gần giống như khí cầu, yêu hồn của Giao Long Thái Tử, Đại Bạch Sa, Đại Trương Ngư bắt đầu hóa thực, nói một cách chính xác là Tam Đại Hải Yêu bị Quan Thiên Ngạo thi triển bí pháp lấy huyết sát khí đúc thành cơ thể, trong phút chốc Tam Đại Hải Yêu đã thực thể hóa, gần như có lại thân xác mới. Có điều trong mắt Dương Bách Xuyên đó là cơ thể huyết sát khí ngưng tụ thành, chứ không phải thân thể máu thịt. Tam Đại Hải Yêu ngưng tụ thân thể huyết sát khí tức lại tăng mạnh, cuồng bạo và sát ý che trời lấp đất dập dờn trong cả luyện thiên trận. Điều này khiến trong lòng Dương Bách Xuyên hơi bất an, cũng không biết Mai Tỷ có thể đối phó không, dù sao hắn vẫn cần chút thời gian mới có thể bổ sung xong chân khí cần thiết. Đúng lúc này, Quan Thiên Ngạo sát khí hừng hực nói, giết rồng cho ta. Tiếng nói lạnh lùng của Quan Thiên Ngạo vang lên, Tam Đại Hải Yêu giống như nhận được mệnh lệnh,
xông về phía Kim Long Mai Tỷ Hóa Thành. Lông mày Dương Bách Xuyên nhíu chặt, cũng không biết Kim Long Mai Tỷ Hóa Thân có thể đánh lại Tam Đại Hải Yêu Huyết Sát Hóa Thành không? Gừ. Rào. Giữa không trung bốn tồn tại hình thể vô cùng to lớn chém giết lẫn nhau. Tiếng giống rung trời. Áo. Trong lúc giao chiến, Mai Tỷ phát ra một tiếng đau đớn. Sắc mặt Dương Bách Xuyên khó coi, hắn nhìn huyết sát yêu hồn quan thiên ngạo dậy ra vô cùng hung ác, chém giết hoàn toàn không có chút kiêng dè nào. Ví dụ như Trương Ngư bị một vuốt của Mai Tỷ xé rách nửa đầu, nhưng lại giống như hoàn toàn không biết đau, nàng ta không hề để ý nửa cái đầu, chuyện ta làm mà dơ ra tám xúc tu quấn lấy Kim Long Mai Tỷ hóa thân, chém giết hoàn toàn là kiểu chém giết tự hại bản thân. Hơn nữa điều đáng sợ là Dương Bách Xuyên phát hiện Trương Ngư bị Kim Long Mai Tỷ hóa thân xé rách nửa đầu, nhưng rất nhanh huyết sát khí đã ngưng tụ phục hồi, khôi phục như ban đầu. Tình huống của Giao Long Thái Tử và Đại Bạch Sa cũng giống hệt như Trương Ngư, cách đánh như vậy rất rõ ràng cho dù Mai Tỷ có thể một địch ba, nhưng vẫn là chịu thiệt. Hết cách, Kim Long Mai Tỷ hóa thân là chân thân máu thịt chân chính, còn Tam Đại Hải Yêu lại là huyết sát hóa thân, bị quan thiên ngạo khống chế. Hoàn toàn không sợ chết. Đúng là chém giết lưu manh. Trong lòng Dương Bách Xuyên bắt đầu sốt ruột, mấy yêu tu bên ngoài vẫn đang tấn công kết giới trận pháp của luyện thiên trận, trông có vẻ trong thời gian ngắn hiệu quả không lớn. Có điều đúng lúc này, Hầu Đậu Đậu phát ra một tiếng rít, tràn đầy loại phẫn nộ công đánh thành trì lâu ngày mà không được. Rào. Dương Bách Xuyên vô thức nhìn qua, thấy cả người Hầu Đậu Đậu bùng nổ kim quang. Trong tay xuất hiện một trường côn đen nháy, chân sau đạp mạnh, chợt bay lên. Rào, càn khôn nhất côn, mở cho ta. Hầu Đậu Đậu từ trên trời giáng xuống, trường côn đen nháy trong tay ánh sáng đan xen, đột nhiên một côn đập lên kết giới trong tiếng giống to. Bùm. Một côn này đánh xuống cả rừng đá đều run rẩy, kết giới biến dạng méo mó mà vẫn chưa tan vỡ, thế nhưng rừng đá bao bọc xung quanh lại phát ra tiếng răng rắc, tràn đầy vết nứt. Trong lòng Dương Bách Xuyên chợt mừng thầm nói, chính là lúc này. Hấp thụ lực 6 quả linh đào đủ để thi triển một đòn công kích dung hợp của thần thông thủ cốt rồi. Nhìn uy lực từ nhất côn càn khôn của Hầu Đậu Đậu, Dương Bách Xuyên thấy được cơ hội phá trận, tuy là một côn của Hầu Đậu Đậu vẫn chưa đánh vỡ kết giới, nhưng mà đã làm dung chuyển luyện thiên trận trên căn cơ rừng đá. Luyện thiên trận của quan thiên ngạo đích thật rất ghê gớm. Hầu Đậu Đậu và một nhóm yêu tu công kích dữ dội vẫn không đánh vỡ kết giới của trận pháp. Lúc này đây, Hầu Đậu Đậu còn thi triển ra một đòn nhất côn càn khôn, một đòn này trong mắt Dương Bách Xuyên đã mơ hồ vượt qua một đòn kiếm kỹ toàn phong đại thành của mình nhưng vẫn chỉ làm cho kết giới dung chuyển một trận chứ không vỡ tan. Đủ để chứng tỏ luyện thiên trận vô cùng cường đại. Cũng may kết giới chưa tan, nhưng không ngờ trên rừng đá lại xuất hiện vết nứt. Luyện thiên trận được bố trí dựa vào rừng đá, có lẽ quan thiên ngạo không ngờ tới đá của rừng đá lại trở thành sơ hở. Sau khi Dương Bách Xuyên nhìn thấy đá trong rừng đá xuất hiện vết nứt, chuẩn bị xuất thủ, bên ngoài có Hầu Đậu Đậu và một đám yêu tu công kích, nếu như hắn đột phá đá của rừng đá từ bên trong thì luyện thiên trận tất bị phá. Chờ luyện thiên trận bị phá xong, ưu thế tiên thiên của quan thiên ngạo sẽ mất đi. Khí huyết sát không có luyện thiên trận để hội tụ, cũng sẽ tiêu tán. Đến lúc đó quan thiên ngạo tất sẽ chết. Dương Bách Xuyên giơ tay lên, kim quang phát ra, cả tay phải hóa thành bộ xương cốt vàng rực rỡ, chân khí kích thích ba đạo hoa văn trên xương tay, ngay tức khắc, một cỗ lực lượng hồng hoang vô cùng cường đại bộc phát ra. Dưới chân hắn vận chuyển thân pháp chỉ xích thiên nhai công, vèo một cái đã vọt về phía vùng sát biên giới rừng đá, hắn muốn mượn vết nứt của đá trong rừng đá mà Hầu Đậu Đậu đã đánh vỡ, từ bên trong đánh tan kết giới luyện thiên trận. Ba kích thần thông thủ cốt chồng lên nhau kích thích hoa văn thủ cốt bộc phát, cũng chính là dung hợp lực lượng thủ cốt của hắn, ẩn chứa bên trong chính là lực hồng hoang cường đại, đây là lực lượng thủ cốt thuộc về thông bích viên hầu. Sau khi được Dương Bách Xuyên dung hợp ở trong tay mình, nó càng ngày càng tích lũy dựng dưỡng, kích phát lực từ bên trong. Vốn dĩ năm đó khi hắn phát hiện xương tay dưới bí địa đoạn nhai ở Trường Bạch, xương tay này cũng đã sinh ra ý thức, đủ để chứng tỏ uy lực bất phàm của nó. Hắn vung tay ra, một đòn thủ cốt chói lọi đập mạnh vào đá trong rừng đá. Ầm. Rầm rầm. Trong tiếng nổ vang ầm ầm kèm theo tiếng răng rắc,
đá trong rừng đá bốn phía theo một kích của Dương Bách Xuyên đã xuất hiện rất nhiều. Đỉnh phía trên kết giới của luyện thiên trận cũng xuất hiện vết nứt. Kết giới sắp tan vỡ rồi. Sắc mặt của đám người Hầu Đậu Đậu và Bạch Khởi ở bên ngoài đều vui vẻ. Bạch Khởi liên hợp với mấy yêu tu bộc phát nện về phía kết giới, mà Hầu Đậu Đậu lại một lần nữa phóng cao lên trời, lại xuất ra một côn nện về phía kết giới đang dao động. Ầm ầm, rầm rầm, kết giới trận pháp của luyện thiên trận đột nhiên tan vỡ. Chạm, đá của rừng đá vây quanh một vòng gần như cũng hồn nhiên sụp đổ ngay sau đó. Kết giới luyện thiên trận của Quan Thiên Ngạo đã bị phá. Không ở giữa không trung đằng xa xa, Quan Thiên Ngạo thốt lên một chữ không. Hắn không ngờ luyện thiên trận cường đại thế mà đã thật sự bị đánh vỡ. Giờ phút này, sắc mặt Quan Thiên Ngạo thay đổi cực kỳ khó coi, mà yêu tu cũng vây xung quanh hắn ta, ánh mắt của Dương Bách Xuyên ở phía dưới giống như mũi dao đang nhìn chằm chằm hắn ta. Nhìn Kim Long đại chiến với Tam Đại Hải Yêu và huyết sát trên không trung, vốn dĩ trận pháp tồn tại thì mới không ngừng hấp thu lực huyết sát bồi dưỡng cho Tam Đại Yêu hồn, nhưng vào giờ khắc này bởi vì trận pháp đã bị phá, lực ngũ hành tiêu tán, lực huyết sát không ngưng tụ được nữa, sức lực của Tam Đại Hải Yêu đột nhiên giảm xuống. Gào. Trong tiếng thét dài của Kim Long do Mai Tỷ biến ra, một kích thần long vẫy đuôi quất vào người Giao Long. Chạm. Thân huyết sát của Giao Long Thái Tử lập tức tứ phân ngũ liệt, gào thét một tiếng rồi cả người hóa thành yêu hồn, lại chui vào trong trận kỳ lần nữa. Ngay sau đó, một chân của Kim Long chụp về phía Trương Ngư. Ầm một tiếng giống như dưa hấu nổ tung, cả đầu của Trương Ngư nát bấy. Chết sau khi Hầu Đậu Đậu phá vỡ kết giới thì từ trên trời giáng xuống, một côn đập thẳng về phía Đại Bạch Sa. Ầm ầm. Đến lúc này, Đại Bạch Sa cũng tứ phân ngũ liệt. Trong chớp mắt thân thể huyết sát ngưng tụ của Tam Đại Hải Yêu tan vỡ, yêu hồn nhao nhao trở về trong trận kỳ. Mà Dương Bách Xuyên thì trước tiên phi thẳng lên trời, kiếm đầu long trong tay lóe ra hàn quang, đi thẳng đến chỗ Quan Thiên Ngạo đang say sưa đứng trước trận kỳ. Kiếm trận Hắc Liên. Một kiếm cách rất xa xuất kích, bốn đóa Hắc Liên hình thành bay về phía Quan Thiên Ngạo. Quan Thiên Ngạo như mới vừa tỉnh lại từ trong mơ, vội vàng phất tay bắt lấy trận kỳ, có trận kỳ trong tay hắn ta vẫn có thể ngăn cản một phần, mọi chuyện phát sinh trong chớp mắt làm cho hắn ta mơ màng, luyện thiên trận bị phá, thân thể huyết sát của Tam Đại Hải Yêu cũng bị phá, Dương Bách Xuyên xuất thủ, một con khỉ nhỏ vô cùng cường hãn và một con kim long ở bên cạnh. Bốn phía đều có đại yêu xuất hiện, Quan Thiên Ngạo biết tình thế không thể cứu vãn được nữa. Bây giờ đối mặt với đông đảo cao thủ, suy nghĩ duy nhất của hắn ta chính là rút lui. Không phải hắn ta sợ mà là không thể liều mạng được, mục đích thật sự vẫn chưa đạt thành, ở đây hắn ta cũng không chắc chắn mình có thể đánh thắng một mình Dương Bách Xuyên. Nhưng dưới sự vây hãm của đông đảo cao thủ, muốn thoát nguy cũng rất khó. Giờ phút này hắn ta chỉ có thu hồi trận kỳ vẫn đang tế luyện thì ắt có quyết tâm bỏ chạy. Đưa tay là có thể chạm tới thôi, hắn vung tay là có thể không ngừng thu nhỏ trận kỳ rồi nắm trong tay. Nhưng mà lúc này, một đạo kim quang cực kỳ chói mắt bắn tới, kèm theo sấm sét oai hùng, khí thế ngút trời. Trong lòng Quan Thiên Ngạo chấn động. Long tức. Đây là long tức thực sự. Chắc chắn là do con kim long phun ra long tức tập kích hắn ta. Cách đó rất xa, một phần long tức hóa hồng theo mặt trời bay vụt về phía Quan Thiên Ngạo. Quan Thiên Ngạo vô cùng căm hận, vội vàng rụt tay về thật nhanh, từ bỏ việc thu trận kỳ, hắn ta biết nếu bị phần long tức này đánh trúng, hắn ta không chết cũng sẽ bị thương nặng. Nhưng hắn ta cũng chỉ có thể lui về phía sau ba thước, bởi vì Dương Bách Xuyên đã vung ra một kiếm Hắc Liên đánh tới. Quan Thiên Ngạo đã từng lĩnh giáo kiếm khí Hắc Liên của Dương Bách Xuyên nên không dám khinh thường chút nào, là kiếm khí thần thông cường đại nhất trong số kiếm kỹ thần thông mà hắn ta đã từng thấy từ trước đến giờ. Chết tiệt! Quan Thiên Ngạo cảm giác bị ép đến cường cùng rồi, hắn ta hạ quyết tâm giơ hai tay lên, làm ra tư thế nâng trời, miệng thì hét lên, huyền M Thiên Ma Trưởng. Cái hắn ta tu luyện chính là công pháp ma đạo cấm kỵ mà Bổ Thiên Cung không cho tu luyện. Nhưng với tư cách là thiếu cung chủ của Bổ Thiên Cung, hắn ta đã lén lút tu luyện, chỉ vì môn ma đạo này có uy lực cường đại, có ghi chép có thể giết ma giết tiên. Lúc này, bị dồn đến đường cùng rồi,
hắn ta cũng chỉ có vận dụng công pháp ma đạo để chống lại kiếm khí hắc liên của Dương Bách Xuyên, nếu không hắn ta biết rõ mình không tiếp được kiếm khí của Dương Bách Xuyên. Lúc Quan Thiên Ngạo giơ hai tay lên trời rồi hét lớn, mọi người thấy được ma khí quấn quanh trong tay hắn ta, bốn phía chân trời đều bạo phát bão táp, có ma vân hội tụ trên hai tay của hắn ta. Chúng lập tức cuồn cuộn rồi hội tụ quanh người Quan Thiên Ngạo, trong nháy mắt hình thành một ma ảnh nhất tôn, đội trời đạp đất. Hắn ta vung ra hai trường, một trường đánh về phía bốn đóa hắc liên của Dương Bách Xuyên, một trường đánh về phía long thức của Kim Long. Ầm ầm. Trong hai tiếng rung chuyển trời đất hỗn loạn, kiếm khí hắc liên của Dương Bách Xuyên nổ tung, mà một trường từ ma ảnh của Quan Thiên Ngạo cũng nát bấy, hai người xem như là đồng quy vô tận. Còn về long tức của Kim Long cũng như thế, cũng đồng thời biến mất. Giờ phút này, trong ánh mắt Dương Bách Xuyên lóe ra tinh quang, đưa tay chộp lấy trận kỳ đang trôi nổi trên không trung. Dương Bách Xuyên, ngươi dám! Nhìn thấy Dương Bách Xuyên bắt được trận kỳ, Quan Thiên Ngạo giận dữ. Ha ha, cái trận kỳ này tiểu gia xin thu nhận nhé. Trong lúc Dương Bách Xuyên nói chuyện, nguyên thần mạnh hơn gấp 10 lần so với đồng cấp, dứt khoát xóa bỏ ấn ký nguyên thần của Quan Thiên Ngạo trên trận kỳ. Phụt a, ta giết người! Quan Thiên Ngạo giận dữ, ấn ký nguyên thần của hắn ta đã bị Dương Bách Xuyên dứt khoát xóa sạch. Cũng có thể nói luyện thiên trận kỳ chí bảo trấn phái bổ thiên cung của hắn ta bây giờ đã là của Dương Bách Xuyên rồi. Làm sao có thể như thế được? Quan Thiên Ngạo hộc máu, nội tại cạn kiệt, tế luyện tam đại hải yêu hấp thu rất nhiều khí huyết sát mới có thể để luyện thiên trận kỳ tiến lên một bước, bây giờ lại làm áo cưới cho Dương Bách Xuyên, làm sao có thể không hộc máu chứ? Không chỉ là bị Dương Bách Xuyên dứt khoát xóa bỏ ấn ký nguyên thần trên trận kỳ nên hắn ta bị cắn trả, mà phần nhiều là do tức đến hộc máu. Dương Bách Xuyên cười ha ha, không thèm để ý gì đến hắn ta mà vung trận kỳ trong tay lên. Bốn phương tám hướng xuất hiện 72 cây phó kỳ hội tụ đến, trong nháy mắt, chúng dung hợp với chủ kỳ thành một thể, luyện thiên kỳ này một phần chính là 72 cái, cộng thêm chủ kỳ nữa là 73. Giờ phút này, Quan Thiên Ngạo nổi giận gầm lên, ma khí hình thành hư ảnh cao chừng trăm thước, trong cơn giận dữ rất có uy lực khuấy động trời đất, mà bản thể của Quan Thiên Ngạo lơ lửng dung hợp ở vị trí trái tim hư ảnh, Dương Bách Xuyên nhìn thấy hắn ta giơ tay lên chụp về phía mình. Bàn tay mang theo ma khí kinh thiên động địa. Hắn vừa định động thủ, Hầu Đậu Đậu đột nhiên nổi giận gầm lên, chủ nhân, tên này cứ giao cho ta, xem ta dùng một côn đánh chết hắn ta. Chỉ thấy Hầu Đậu Đậu vừa nói chuyện vừa bay về phía hư ảnh khổng lồ của Quan Thiên Ngạo, đồng thời toàn thân Hầu Đậu Đậu lóe lên kim quang lấp lánh, nó còn giơ trường côn đen kịt trong tay lên. Nhật Nguyệt Thiên Sơn càn khôn ma lộng, pháp tướng hiện thân, một côn lật trời, chết cho ta. Tiếng Hầu Đậu Đậu vang vọng khắp chân trời. Thấy vậy, đồng tử của Dương Bách Xuyên đột nhiên co rút, cùng lúc đó, trường côn vốn đen kịt ở trong tay Hầu Đậu Đậu lại lóe ra ngân quang lấp lánh, một đám phù văn từ trường côn lóe lên phiêu dạt, ở trên người hắn là một con vượn vàng nhất tôn đang đứng trong trời đất còn lớn hơn ma ảnh của Quan Thiên Ngạo, một gậy của nó đập về phía Quan Thiên Ngạo. Ầm ầm. A. À. Trời đất trở nên tối sầm lại. Kim ngân và quầng sáng đan xen nhau, ma ảnh của Quan Thiên Ngạo hóa thành hư không, truyền đến một tiếng kêu thảm thiết. Ngay sau đó, Dương Bách Xuyên nhìn thấy bản tôn của Quan Thiên Ngạo trực tiếp bị một côn của Hầu Đậu Đậu đập cho nát bấy. Chết rồi à! Trong lòng Dương Bách Xuyên thán phục, một côn vừa rồi của Hầu Đậu Đậu gần như đã vượt qua phạm vi thần thông bình thường, hoặc có thể nói là cây gậy đen kịt trong tay Hầu Đậu Đậu không tầm thường. Đối với Hầu Đậu Đậu, trong lòng Dương Bách Xuyên sinh ra sự tò mò, nói một côn đánh chết Quan Thiên Ngạo thì thật sự đánh chết luôn. Luyện thiên trận bị phá, Quan Thiên Ngạo chết, trong trận yên tĩnh. Một trận chém giết vô cùng nguy hiểm nhưng giống như cơn gió, đến nhanh mà đi cũng nhanh. Trong trận chém giết này thể hiện ra quá nhiều điều ngoạn mục. Đây là suy nghĩ trong lòng rất nhiều người có mặt ở đây. Đối với Dương Bách Xuyên, sự ngoạn mục của Hầu Đậu Đậu đã vượt qua dự đoán của hắn, từng nghĩ qua hơn trăm năm, Hầu Đậu Đậu chắc trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng không ngờ lại nhiều đến mức không bình thường. Một côn động trời vừa rồi kia thực sự rất khủng bố trong mắt Dương Bách Xuyên, nói về uy lực thì đã có thể sánh ngang với kiếm kỹ của hắn, thậm chí còn mạnh hơn một bậc. Cũng tức là Hầu Đậu Đậu bây giờ đã có thực lực đấu với phân thần cảnh hậu kỳ,
mà Dương Bách Xuyên cảm nhận được khí tức tu vi của nó cũng là đại yêu lục chuyển, nhưng lực chiến đấu đủ để đánh đồng với hắn. Từ điểm này xem ra Hầu Đậu Đậu cũng chính là tu vi phân thần cảnh sơ kỳ, có điều có thể chiến đấu vượt cấp với tu sĩ phân thần cảnh trung hậu kỳ, đương nhiên năng lực thực chiến cụ thể vẫn phải xem đối phương thế nào. Đánh giá của Dương Bách Xuyên là tính toán từ góc độ của hắn và Trịnh Bân Bân, bởi vì Trịnh Bân Bân từng chém giết Tiền Bất Nhẫn phân thần cảnh trung kỳ, mà hắn và Trịnh Bân Bân đấu với nhau thì hắn có thể đè được đầu Trịnh Bân Bân, điều này chứng tỏ thực lực của hắn có thể đấu một trận với tu sĩ phân thần cảnh trung hậu kỳ. Hầu Đậu Đậu thể hiện uy lực một côn đủ để sánh ngang với hắn, chứng tỏ Hầu Đậu Đậu có sức mạnh đấu một trận với tu sĩ phân thần cảnh trung hậu kỳ. Một côn nện xuống, Quan Thiên Ngạo tan thành mây khói. Trận chiến này kết thúc. Sự ngoạn mục thứ hai là Mai Tỷ hóa thân Kim Long, trước đó Dương Bách Xuyên chưa từng nghĩ tới có một ngày thân thể cá rồng này của Mai Tỷ sẽ biến thành rồng thật. Nhưng sự thật bày ra trước mắt, Mai Tỷ thật sự đã hóa rồng rồi, hơn nữa còn vô cùng mạnh mẽ. Nói tới cũng lạ, cho đến giờ Dương Bách Xuyên có thể dựa vào cảm nhận phân biệt được cảnh giới tu vi của tu sĩ, dù thế nào cũng có thể nhìn được chung chung. Nhưng đối với hóa thân Kim Long của Mai Tỷ thì hắn hoàn toàn không cảm nhận được. Điểm này rất kỳ dị. Có điều đối với Mai Tỷ, Dương Bách Xuyên cảm thấy vô cùng thân thiết, loại thân thiết này không phải cảm giác thân thiết quen biết lẫn nhau, mà là một loại cảm giác thân thiết nói không nên lời trong chỗ sâu thẳm. Càng kỳ quái hơn là Dương Bách Xuyên luôn có loại cảm giác rất kỳ dị, đó chính là giống như hắn có thể khống chế Kim Long của Mai Tỷ. Đương nhiên đây là một loại cảm giác. Hắn sẽ không nói ra, dù sao quan hệ giữa hắn và Mai Tỷ rất là kỳ diệu, là bạn cũng là người thân. Mặc dù không biết Mai Tỷ có cảnh giới tu vi gì, nhưng mà thông qua chiến đấu lần này, Dương Bách Xuyên cũng nhìn ra được sau khi Mai Tỷ hóa thân thành Kim Long, thực lực chắc chắn bộc phát còn mạnh mẽ hơn cả Hầu Đậu Đậu. Mặc dù lần này Mai Tỷ thể hiện không ngoạn mục bằng một côn kia của Hầu Đậu Đậu, nhưng có thể kiềm chế cùng lúc ba đại hải yêu huyết sát hóa thân mà không thua. Hơn nữa trong chiến đấu kim quang bao phủ trên người hắn và tiểu ô quy tạo thành bảo vệ, điều này đã đủ chứng tỏ sự mạnh mẽ của Mai Tỷ. Dương Bách Xuyên thấy nếu không phải lúc trước nàng ấy phóng kim quang ra bảo vệ hắn và tiểu ô quy, ba hải yêu huyết sát hóa thân căn bản không ngăn chặn được nàng ấy bao lâu. Tóm lại lần này Mai Tỷ ra tay thật sự đã cho Dương Bách Xuyên kích động rất lớn, càng vui mừng nhiều hơn. Thậm chí hắn có loại suy đoán nếu Mai Tỷ đã có thể từ cá rồng tiến hóa thành Kim Long trong không gian bình càn khôn, vậy thì những cá rồng còn lại ở hồ cá rồng được hắn thả vào không gian bình càn khôn kia có phải sau này cũng có thể hóa rồng không? Nghĩ như vậy, trong lòng Dương Bách Xuyên kích động tới mức sắc mặt đều đỏ ửng lên. Bình càn khôn có thể dưỡng dục ra chân long, hơn nữa sau này không chừng sẽ dưỡng dục ra một ổ chân long, đây là chuyện gây sốc cỡ nào? Chân long khắp nơi đã hoàn toàn diệt sạch từ lâu, ngày này năm đó sư phụ Vân Thiên Tà từng nói tu chân giới cũng đã không còn chân long tồn tại lâu rồi. Thế nhưng bây giờ trong bình càn khôn của hắn quả thật đã khiến cá rồng tiến hóa thành chân long. Đây! Sự thần bí của bình càn khôn lại khiến trong lòng Dương Bách Xuyên sôi trào. Hắn tuyệt đối không tin tự Mai Tỷ có thể tu luyện tiến hóa, hóa thân thành chân long. Cũng chỉ có bình càn khôn có thể dựng dưỡng bảo vệ sư phụ Vân Thiên Tà, bình càn khôn có công pháp thời gian vô thượng có thể xuất hiện càn khôn tạo hóa quyết này mới thần bí khó lường như vậy. Thật sự không biết bình càn khôn là tồn tại gì, nhưng chắc chắn sẽ không phải chí bảo đơn độc. Thấy Mai Tỷ hóa thành hình người đáp xuống bên cạnh, vẻ mặt Dương Bách Xuyên vô cùng kích động, không khỏi hỏi, Mai Tỷ đây. Đừng hỏi vội, Tỷ biết để có rất nhiều nghi vấn, nhưng bây giờ không phải lúc. Đợi lát nói sau, thực ra bản thân Tỷ cũng hơi mơ đồ. Đây là câu trả lời sau khi Mai Tỷ ngắt lời Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên sửng sốt, phản ứng lại rồi gật đầu, quả thật bây giờ không hợp để hỏi. Chủ nhân Hầu Đậu Đậu bước dài đến bên cạnh Dương Bách Xuyên, chủ tớ hai người cuối cùng đã gặp nhau. Dương Bách Xuyên đỡ lấy Hầu Đậu Đậu muốn quỳ lại, cho nó một cái ôm. Đậu Đậu rất nhớ người, mỗi ngày chưa từng quên cố gắng tu luyện. Chỉ muốn sớm ngày trở về bên cạnh chủ nhân, năm đó Hầu Đậu Đậu bị Dương Bách Xuyên cưỡng chế gửi gắm cho Bạch Khởi, lúc chia tay hắn nói với Hầu Đậu Đậu chỉ có trở nên mạnh mẽ mới có thể trợ giúp hắn. Hầu Đậu Đậu chưa từng quên những lời này, cho nên nó đã tiến bộ thần tốc. Cộng thêm thiên phú dị bẩm,
còn thật sự kế thừa truyền thừa của Thông Bích Viên Hầu ở cấm địa tộc Viên Hầu, huyết mạch tiến hóa, trở thành Thông Bích Viên Hầu thế hệ mới, trong huyết mạch đã mở ra rất nhiều bí pháp thần thông của Thông Bích Viên Hầu. Mắt Dương Bách Xuyên liếc nhìn trường côn đen xì trong tay Hầu Đậu Đậu, khóe mắt nảy lên, hắn có thể cảm nhận được trường côn trong tay Hầu Đậu Đậu không hề tầm thường, giống như là chí bảo cùng cấp bậc với kiếm đồ long trong tay hắn. Hai người đang nói chuyện, đại ca Kết Nghĩa Bạch Khởi cười cởi mở, dẫn theo mấy yêu tu bước qua. Hiền đệ! Đại ca! Một người một yêu ôm lấy nhau, vô cùng kích động. Dương Bách Xuyên có thể cảm nhận được sự chân thành từ trên người Bạch Khởi, nội tâm cũng vui mừng kích động. Đại ca Kết Nghĩa năm đó hắn đã không kết nhầm, vừa nãy lúc công kích kết giới luyện thiên trận, Dương Bách Xuyên từng thấy Bạch Khởi công kích như phát cuồng, chứng tỏ hắn ta sốt ruột lo lắng cho người huynh đệ như hắn. Đại ca, Tẩu Tẩu và hai chất nhi có khỏe không? Đều khỏe, đều khỏe. Bạch Long, Bạch Phượng thường xuyên nhắc tới nhị thúc đệ đây. Dương Bách Xuyên cười ha hả, nhớ lại năm đó đỡ đẻ cho vợ Bạch Khởi, sinh ra một cặp vượn trắng sinh đôi. Bây giờ Bạch Khởi cũng đã là đại yêu lục truyền, nhưng vẫn là hình dáng viên hầu. Dương Bách Xuyên hỏi tại sao hắn không hóa hình, Bạch Khởi cười ha ha, nói yêu tộc ta mạnh mẽ nhất vẫn là trạng thái bản thể, ta hóa thành hình người hay không chẳng sao cả, trên thực tế chỉ cần đại yêu cho dù là sau khi hóa hình thì cũng vẫn chọn giữ lại phần đặc trưng bản thể. Đây là tự hào, cũng là gốc rễ của yêu tộc, không quên gốc rễ. Sau đó Bạch Khởi giới thiệu mấy đại yêu bên cạnh, từng người đều là đại yêu lục chuyển sánh ngang phân thần cảnh, hổ tộc, lang tộc, hùng tộc v.v. Tất cả đều là hạng tinh anh của một bầy tộc. Hầu Đậu Đậu len lén đắc ý nói với Dương Bách Xuyên, chủ tử, những tên này đều là bại tướng dưới tay ta, bây giờ ta không chỉ là thái tử hầu tộc, còn là thái tử của yêu tộc Đại Hoang, bọn họ phải thần phục ta. Bây giờ Đại Hoang phải tôn ta là vương, ban đầu các tộc Đại Hoang đều không phục, sau này đều bị ta đánh phục từng người rồi, he he. Nghe vậy, Dương Bách Xuyên trợn trắng mắt, tên này vẫn còn tính cách gây tai họa đó. Có điều nghe Hầu Đậu Đậu nói hời hợt, nhưng Dương Bách Xuyên biết yêu tộc là để ý phép tắc thực lực vi tôn hơn nhân tộc nhiều, hắn có thể tưởng tượng được sau lưng sự miêu tả hời hợt đánh phục từng người của Hầu Đậu Đậu, đã trả cái giá gì. Mặc kệ những yêu tộc này có phải thần phục Hầu Đậu Đậu không, càng mặc kệ Hầu Đậu Đậu gọi hắn là chủ nhân, Dương Bách Xuyên đều phải cảm ơn những yêu tộc này, bởi vì bọn họ đều ra sức tới giúp hắn thoát nạn, đây là một ân tình. Sau khi cảm ơn từng người, khiến thiện cảm của mấy đại yêu đối với Dương Bách Xuyên tăng lên, ban đầu nghe Hầu Đậu Đậu gọi Dương Bách Xuyên là chủ nhân, bọn họ vô cùng không vui. Sao có thể để vương của Đại Hoang gọi một nhân tộc là chủ? Nhưng sau khi Dương Bách Xuyên trọng đãi bọn họ, sắc mặt của mấy đại yêu cuối cùng đã tốt hơn chút. Dương Bách Xuyên cũng đoán được suy nghĩ trong lòng của mấy đại yêu, lại nghĩ bây giờ Hầu Đậu Đậu là yêu vương Đại Hoang. Suy nghĩ cho Hầu Đậu Đậu, Dương Bách Xuyên ở ngay trước mặt đại ca Bạch Khởi và mấy đại yêu nhìn Hầu Đậu Đậu, nghiêm túc nói, Đậu Đậu, giữ tâm thần. Hầu Đậu Đậu không hiểu, nhưng Dương Bách Xuyên nói, nó vô thức giữ tâm thần. Sau đó một loạt từ liên tiếp vang lên từ trong miệng Dương Bách Xuyên, bấm pháp quyết, một chỉ một móc ấn đường của Hầu Đậu Đậu, lập tức một giọt máu tươi chui ra từ ấn đường của Hầu Đậu Đậu. Bắt đầu từ hôm nay, giữa mày và tao giải trừ khế ước chủ tớ, sau này mày không được gọi tao là chủ nhân nữa. Dương Bách Xuyên còn chưa nói xong, sắc mặt Hầu Đậu Đậu điên cuồng thay đổi, đôi mắt bỗng chốc đỏ ngầu, cả người run rẩy, nói, chủ nhân, người không cần Đậu Đậu nữa sao? Ta đã làm sai cái gì, chủ nhân nói đi, Đậu Đậu có thể sửa chữa. Khỉ lông vàng đội trời đạp đất lúc trước bỗng chốc chảy nước mắt, quỳ phịch xuống, cả mặt hoảng sợ không biết phải làm sao. Hầu Đậu Đậu tuyệt đối không ngờ tới Dương Bách Xuyên sẽ giải trừ khế ước giữa hai người, đây là dấu hiệu không cần nó nữa. Người chính là chủ nhân của Đậu Đậu, mãi mãi là vậy, Đậu Đậu đã làm sai cái gì, chủ nhân nói đi, Đậu Đậu có thể sửa, nhưng mà không thể không cần ta. Ta chính là một con khỉ hoang ở sâu trong sơn cốc của địa cầu, có thể có thành tựu ngày hôm nay đều là chủ nhân cho, là người mở mang đầu óc tu luyện cho ta, từ trước tới giờ đều là người bảo vệ ta. Người thân của ta chính là chủ nhân và chồn nhỏ, ở Sơn Hải giới ta cũng không có người thân, chủ nhân không cần ta đi đâu đây? Hầu Đậu Đậu khóc rồi. Nhưng Dương Bách Xuyên lại dở khóc dở cười, đỡ nó dậy, ta có nói không cần ngươi khi nào?
Mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng Dương Mỗ vô cùng cảm động. Một câu người thân của Hầu Đậu Đậu ít nhất đã khiến Dương Mỗ xúc động. Hắn có khác gì đâu. Ý của ta là sau này ngươi chính là tiểu đệ, ta là đại ca, trước giờ ta đều coi ngươi và Chồn Nhỏ là người thân. Khế ước chính là một tượng trưng, sau khi hủy bỏ có ích đối với tu hành sau này của ngươi, cho nên đừng suy nghĩ lung tung nữa, đứng dậy đi. Dương Bách Xuyên cười đỡ Hầu Đậu Đậu dậy. Thật sao? Ta lừa ngươi khi nào? He he! Hầu Đậu Đậu mặt mày hớn hở. Chỉ cần không phải Dương Bách Xuyên không cần nó là được, từ năm đó tách ra đến bây giờ đã hơn 100 năm, nó tu luyện cả ngày lẫn đêm chính là để có một ngày giúp được cho Dương Bách Xuyên. Bây giờ nó tự cho rằng đã có thực lực trở lại bên cạnh Dương Bách Xuyên, nếu Dương Bách Xuyên không cần nó nữa, thì sao nó có thể tiếp nhận? Cũng may chỉ là giải trừ khế ước, điều này không tính là gì đối với con khỉ cầu thả, chỉ cần nó vẫn là nó, Dương Bách Xuyên vẫn là người thân mới là quan trọng nhất. Đúng lúc này Ngô Mặc Thu đã cứu tỉnh Diệp Vô Tâm, đi tới. Lúc trước Diệp Vô Tâm đã bị Quan Thiên Ngạo đánh ngất xiêu. Xuyên tử, rất có thể Quan Thiên Ngạo chưa chết. Đây là câu đầu tiên Diệp Vô Tâm nói lúc đi tới. Dương Bách Xuyên và đám người Hầu Đậu Đậu đều thay đổi sắc mặt. Không thể nào, rõ ràng một côn của ta đã đánh hắn ta tan nát rồi. Hầu Đậu Đậu lên tiếng. Hầu Đậu Đậu, chuyện này đúng là có khả năng, tu chân giả phân thần cảnh của nhân tộc có một môn tu luyện thiên phú gọi là thân ngoại hóa thân, cũng tức là người đánh chết rất có thể chỉ là một phân thân của Quan Thiên Ngạo, phân thân là có thể chặn tai họa thay bản tôn. Sau khi Dương Bách Xuyên lấy lại tinh thần, xem xét tình hình ở trong sân đúng là không phát hiện khí tức nguyên thần và máu tươi còn sót lại. Nếu như bản tôn của Quan Thiên Ngạo thật sự bị Hầu Đậu Đậu chém chết, trong sân ít nhất sẽ còn sót lại nguyên thần và máu tươi, nhưng trong sân không những không có khí tức nguyên thần và máu tươi, thậm chí cả một miếng thịt vụn cũng không còn. Điều này chứng tỏ Diệp Vô Tâm nói không sai, người bị Hầu Đậu Đậu giết chết chỉ là một phân thân của Quan Thiên Ngạo. Dương Bách Xuyên nghĩ thấy cũng đúng, đường đường là thiếu cung chủ của Bổ Thiên Cung sao có thể bị tiêu diệt dễ dàng như vậy. Sự thật kết luận ra được Quan Thiên Ngạo chỉ bị chết một phân thân, mặc dù bản tôn chưa chết khiến mọi người tiếc nuối, nhưng Dương Bách Xuyên nghĩ cũng chẳng sao, trận chiến lần này đối với hắn đã có thu hoạch rất lớn rồi. Thứ nhất, gặp lại đại ca kết nghĩa Bạch Khởi, còn có Hầu Đậu Đậu trở về, thực lực tăng mạnh, coi như là học nghệ có thành tựu, đây là chuyện mừng. Thứ hai, Mai Tỷ hóa rồng, càng là niềm vui bất ngờ, mặc dù trong lòng hắn có rất nhiều nghi vấn về Bình Càn Khôn, nhưng tóm lại vẫn là chuyện rất tốt. Thứ ba, trận kỳ luyện thiên trận đã bị hắn thu, hơn nữa là sau khi Quan Thiên Ngạo gài bẫy lừa giết tế luyện ba đại hải yêu, khiến trận kỳ luyện thiên trận tăng lên một bậc lớn, chẳng khác nào Quan Thiên Ngạo làm giả y không công cho hắn. Dương Bách Xuyên tận mắt chứng kiến uy lực của luyện thiên trận, quả thật là đại sát khí. Năng lực phòng ngự thì một kiếm toàn lực của hắn không hề phá được kết giới. Thậm chí toàn lực của Hầu Đậu Đậu và mấy đại yêu Bạch Khởi liên hợp đều không đánh phá được kết giới. Lực sát thương càng biến hóa hơn, trong trận pháp có thể hóa thành lực ngũ hành để công kích, hơn nữa còn có thể hấp thụ yêu hồn, những đại yêu mạnh mẽ sánh ngang với phân thần cảnh như Giao Long Thái Tử, Đại Bạch Sa, Trương Ngư cũng có thể luyện hóa. Thậm chí hấp thụ yêu hồn vào trong trận kỳ xong thao túng ngược lại giết địch. Chỉ riêng một điểm này đã đủ để thấy uy lực của luyện thiên trận này rồi. Sau này đối địch, Dương Bách Xuyên bày luyện thiên trận một cách thần không biết quỷ không hay, lại dùng kiếm trận Hắc Liên bắn phá, nghĩ thôi đã thấy đáng sợ. Không nói cái khác, trên đường đi tiếp theo trong bí cảnh thao thiết, chắc chắn sẽ là mọi việc đều thuận lợi. Còn một điểm nữa là cho dù Quan Thiên Ngạo chưa bị chém chết, nhưng mà tiếp theo đụng phải Quan Thiên Ngạo lần nữa. Dương Bách Xuyên nghĩ hắn tế ra luyện thiên trận để đối phó Quan Thiên Ngạo, không biết liệu hắn ta có hộc máu không. Đừng nói tiếp theo sẽ đụng phải, cho dù là bây giờ, không chừng Quan Thiên Ngạo đang trốn ở góc nào đó hộc máu rồi nhi. Nghĩ hắn ta nằm mơ cũng không ngờ tới, tính toán tường tận vắt óc tìm kế, gài bẫy ba đại hải yêu, tế luyện luyện thiên trận, cuối cùng lại là làm giá y cho Dương Bách Xuyên, chỉ riêng điều này cho dù là suy bụng ta ra bụng người, Dương Bách Xuyên nghĩ nếu đổi lại là hắn. Hắn cũng muốn hộc máu. Quan trọng là lần này Quan Thiên Ngạo có thể ngàn tính vạn tính cũng không tính được yêu tộc đại hoang sẽ xuất hiện, Hầu Đậu Đậu sẽ xuất hiện, càng sẽ không tính được bên cạnh Dương Bách Xuyên sẽ xuất hiện một chân long. Cho nên dù Quan Thiên Ngạo chưa chết, cũng sẽ buồn bực đến chết. Audio điện tử Võ Tấn Bền.
Hết tập 80.